Em chào mấy em. Hay rồi, phải like nha. Phải share nữa nha em. Share phim chưa? Phải share phim nha. Hello, rửa ráy lâu quá anh. Tao kỹ tính mày. Rửa ráy cho nó sạch sẽ thơm tho. Tâm sự một xíu đi ngủ nghe. Anh Di tư vấn giúp em vụ gì em? À, Nguyễn Quốc Bảo có phim Thoát Gầy nha em. À, người nói vừa tổng bí thư vừa chủ tịch nước thì không được. Giờ lại nói dám giữ cả hai chức là sao? Không hiểu mà nói gì luôn á. Share video trên web được không anh? Được em. Hồng Hoang do anh đuổi hay nó tự nghĩ về anh? Tao có cần phải báo cáo với mày không? Ừ. Bây giờ tao hỏi chỉ hỏi mày một câu thôi, đúng không? Cái chuyện nội bộ của công ty của tao á, mà tao á là thằng giám đốc, tao nắm toàn quyền, thì tao có cần phải báo cáo với mày không? Mày suy nghĩ và mày trả lời giùm tao đi. Rồi mày trả lời kiểu gì đi chăng nữa thì cũng phải ăn lóc thôi. Tội này lóc 7 ngày nha mấy em. 7 ngày sau BM nick Ngọc Di Nguyễn mở lóc ra nha. Thấy nó xuyên tạc đảng quá. Ủa bây giờ ông Hoang xuyên tạc đảng chứ tao có xuyên tạc đảng không? Mà mày lôi chuyện này mày qua chuyện kia hả? Hứa rồi đó nhiên, xe lên web không được kiếm thằng nhỏ nhiên. Web nào vậy mày? Mày xe tao lên web nào vậy? Ý em là Bác Trọng nắm cả hai chức đó anh. Ủa thì Bác Trọng nắm cả hai chức có gì không được không? Có gì không được không? Chứ tại sao trong công ty á, một thằng nó vừa là chủ tịch hội đồng quản trị mà nó vừa làm tổng giám đốc luôn. Anh vậy thì sao đây? À, em xem phim Thoát Gầy nha Nguyễn Quốc Bảo. Lên YouTube search Thoát Gầy. Mấy em search thử cho nó ra chưa mấy em? Hồi trước bác ấy nói là không ai có thể nắm giữ được hai chức đó, vậy là lạm quyền. Tao không có nghe mày ơi. Mày có link không? Mày có video không? Sao nhiều người từ đảng viên vậy anh? Ai đâu mà nhiều hả? Ai đâu mà nhiều? Mày kể tên cho tao nghe coi. Xem hết rồi nha anh. Rồi có xe không em? Em xem mà có xe không khía. Mấy thằng gato không nắm được hai chức nên ẵng à. Bữa nay mình giao lưu nhẹ nhàng thôi nha. Khuya rồi mà nhớ mọi người quá nên mới like thôi. Phim hay quá, có xe luôn. Xe đi em. Chả gì gato vì lời
Vì nói lời mà không giữ được lời, thấy nên hơi kỳ thôi. Thì bây giờ trước khi mình bàn luận chuyện này, mày phải đưa chứng cứ ra chứ. Chứ bộ mày nói là tao phải tin à? Mày cù nhây một hồi nó ăn lóc nha con. Mày muốn nói sao cũng được cả, mày phải đưa được chứng cứ. Muốn bằng một nửa anh thì em cứ xem phim Thót Gầy đi em. Ông Di có nọng kìa, làm sao mặt nọng lấy lại vậy? Mời Sơn Tây lên đam đi Duy. Bây giờ ông Sơn Tây ông vô cái là Duy chết luôn chứ đam gì nổi nữa, hết siêu quách rồi. Không có ba sọc diễn đàn mất vui, thì ba sọc ở đại ban ngày đều có. Buổi tối thể lực mình yếu mình chơi xong lại, không phải nọng cầm ba cầm trẻ. Uống ao liếp có bớt ngu không? Có em. Trời, ông ấy nhắc ông Sơn Tây không có mặt kìa. Ông Sơn Tây thằng kia nó nói là đồng chí Nguyễn Phú Trọng nắm giữ hai chức là độc tài, đam sao cho nó phục anh. Hồi sáng, trời đất ơi, hồi sáng tính đưa kêu anh vô đó, hồi sáng mà chỉ nhiên chưa vẽ ra bức tranh đen tối nữa anh Sơn Tây. Quá thiệt tình đó. Nhiều khi muốn qua bển cầm cái thẻ xanh để cạo gió chứ người ta, mà nói chuyện với bà đó không biết đi đường nào qua luôn. Em nói em đi mà cái vụ mà kết hôn giả lại không có chơi. Tại vì kết hôn giả nó vô nó đòi chịch thiệt mà lỗ. Tính qua bển rồi làm gì? Đầu tư mở cái tiệm nail mà nghe bà nói là không không có ăn. Mà đầu tư kiếm cái thẻ thôi mà lỗ cũng thốn. À, bác Nguyên Ngọc tác giả Rừng Xà Nu vừa tuyên bố ra khỏi đảng sau 62 năm. Anh có ý kiến về vụ gì? Vụ này có gì đâu ý kiến. Chơi vui thì ở, chơi không vui thì ra thôi, bình thường. Một năm có bao nhiêu cặp vợ chồng ly dị? Rác biết với ăn xô lì nó còn bỏ nhau đây. Bét khâm với con nhỏ gì chuẩn bị lên ra tòa rồi. Cái thời gì con gì Trương Quỳnh Anh hay gì phải không? Gì số bích việt nhỏ gì Trương Quỳnh Anh gì đó cũng lên đường rồi đúng không? Bây giờ một năm á có biết bao nhiêu cái cặp ly dị, thì bây giờ có một ông Nguyên Ngọc ông ra khỏi đảng là chuyện rất là bình thường. Ý kiến cái cậu gì bây giờ cái người vô đảng một nồi kìa đúng không? Sao ông tính đi, tháng nào năm nào cũng ăn được kết nạp đảng miết kìa, riết rồi cái bộ máy đảng nó bự lên kìa, không lo nó cho nó giảm cân. Bây giờ ra ông nào đỡ ông đó, hiểu không? Mày nghĩ Vũ Nhôm và Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn cũng vì cái quyết định chậm đấy. Đang cài Thót Gầy nè, vô cài phụ đi. Ra sớm không ăn phóng xạ thì kệ người ta. Chuyện đó tao thấy rất là bình thường. Tao không thấy cái gì gọi là vấn đề mà gọi là ghê gớm hết. Vô nhiều tụi mày cũng la. Bây giờ ra một hai người tụi mày cũng la. Bây giờ cái kịch bản đẹp nhất tụi mày muốn sao? Di qua đó coi chừng bị Lisa Phạm hiếp dâm đó. Nói ghê quá cha. Nghe nói chuyển giới phải không? Khi nào 1/2 đảng viên sinh ra khỏi đảng mới quan tâm, cái đó là chắc lập đảng mới luôn rồi đó. À đúng rồi, cảm ơn Ái Thi nha. Phạm Quỳnh Anh với ông Bầu Quang Huy. Đúng rồi, báo đăng ầm ầm hết.
báo đăng nhiều luôn đó. Còn thằng cha Nguyên Ngọc gì báo có đăng đâu, mày nói tao mới biết á. Chứ hôm nay tao thấy Phạm Quỳnh Anh nó tràn mặt báo luôn. Anh lập đảng đi, đảng gamer của anh em. Chú Duy chỉ cách tập cơ ngực được không? Cứ lên lên mạng á, anh search cái clip Duy Nguyễn tập ngực nha, nở ra hết á. Anh mà lập đảng mới em theo anh đó, anh lập đảng đảng gamer đó em. Em cầm tiền tới đóng tháng chừng chục triệu làm đảng phí nha. Thoát gầy, thoát béo gì đó, lean body có hết. Chào Linh Tiếu nha. Anh Duy ngủ sớm cho đẹp da anh. Chừng nào da mà đẹp hơn da tao đưa mày ý kiến với cò nha. Đó, bạn thấy mình đa mấy câu ra khỏi đảng vậy bạn phục không? Ngủ ngon, không có em ngủ chung sao ngon được em. Anh nói về vụ bầu cử tổng thống đi anh. Bầu cử tổng thống nó có hai giai đoạn. Đầu tiên là toàn dân Mỹ đi bầu. Đó, để cho mấy hàng đại cử tri nó nhìn coi đang bầu cho ai. Xong rồi mà mấy trăm, hình như là 500 thằng cái gì đó. Mấy trăm thằng đại cử tri nó ngồi nó họp lại với nhau. Rồi năm thằng đó nó mới bầu, mấy chục thằng đó nó mới bầu cái gì? Nó mới bầu tổng thống. Thường thường là nó theo cái lá phiếu của người dân của nó. Nhưng mà lâu lâu rồi nó tạo phản vài chục thằng nó lật đổ tổng thống cũng có nữa. Nói chung đại cử tri bầu, đại cử tri Mỹ nó bầu nha. Người dân thì cũng có bầu nữa, nhưng mà đại cử tri là quyết định. Dạo này có phim mới không Duy, thoát gầy anh. Anh nói về rapper nát, không biết mấy cái đó mấy em. Sao giọng anh Duy khàn rồi? Nói chung anh Duy ăn chơi nhảy múa cả ngày, giọng anh Duy giờ này nó yếu lắm. Bởi vậy Duy nói là thôi giọng em nó yếu rồi, anh luôn đi lên đam cho mọi người vui đi. Cái ổng nói là ổng đi gái gú rồi, nói thôi thua anh luôn á. Hôm nay anh sống sao coi cho được nha. Ngày nào em gánh tim em like gần 8 tiếng, trong khi anh like có 2-3 tiếng. Đóng góp không có được gì trơn trọi. Tự nhiên lâu lâu chị An Nhiên vô chỉ cười kha kha kha, không hiểu bà cười cái gì luôn á trời. Đâu rồi anh Sơn Tây? Anh Sơn Tây anh nghĩ sao vậy? Thằng kia nó độc tài á anh. Ừ, chào ấy thi nha. Cảm ơn em nhiều. Hỏi Duy cái Hoang bao nhiêu tuổi giờ bạn? Nó sinh năm 96 anh. Huy bảo làm ăn ghê quá. À, độc đáo và tài tình rồi. Vậy là quan điểm của anh Sơn Tây về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng á là độc đáo và tài tình nha. Mấy bạn có muốn đam anh Sơn Tây gì không? Hả? Bây giờ anh Sơn Tây ơi, chị An Nhiên á, chị nói á, là ở bên Mỹ á, là một tháng á, là ô lộn, à, đúng rồi một tháng là 6.000 đô bên Mỹ, thì cũng giống như ở dưới quê Việt Nam, một tháng làm 6 triệu thôi. Thì cái câu nói đó đó anh đồng ý với chị An Nhiên được bao nhiêu phần trăm?
Nói chung ông Trung Hảo gì đó là gì, nghe đồn ông là trùm cuối á phải không ta? Ông đó cũng dữ lắm á, dữ dội không có giỡn đâu. Một tổng thống trung bình bao nhiêu nhiệm kỳ? Tối đa 2 nhiệm kỳ. Nghe Sơn Tây nói ngu ức chế VL thì bạn, nghe anh Sơn Tây nói ngu thì bạn phải phản đam cho anh Sơn Tây phục chứ. Chu Thảo gì vậy? Sơn Tây coi riết theo cộng sản luôn rồi. Nói chung không cần anh Sơn Tây theo cộng sản, anh Sơn Tây về Việt Nam ăn thịt chó được rồi. Đào Minh Quân làm tổng thống 91 tới nay là bao nhiêu nhiệm kỳ vậy ta? Thôi ta không nói chuyện với mấy thằng gài hàng mày. Bà mẹ nó tưởng nó ngu, nó hỏi thiệt. Mình trả lời nó, xong rồi nó qua nó móc họng tổng thống Đào Minh Quân. Thua. Đừng quy đổi tiền Mỹ ra tiền Việt Nam đồng nha em. Có quy đổi đàng hoàng chứ. À tức là không phải là quy đổi mà là giật giá. Đồng đô la nó xài bên Mỹ và đồng Việt Nam đồng nó xài Việt Nam. 0% kêu coi bao nhiêu Việt Kiều chịu về quê sống không. Này mới nói ngu nè. Rồi anh Sơn Tây tung một cái đam là anh Sơn Tây không đồng ý phần trăm nào cả. Anh Sơn Tây kêu coi bao nhiêu Việt Kiều chịu về quê Việt Nam sống không. Ủa có Việt Kiều nào về quê Việt Nam sống không ta? Có không các bạn? Chiếc Mạc của ông là S400 cúp phải không? Không lẽ giờ khoe Mạc ta? Đang ế khoe không? Có nhiều mà đâu, Nguyễn Nhi chỉ coi. Nói chung là Nguyễn Nhi cái câu đam này Nguyễn Nhi chỉ còn chỉ một người là Nguyễn Nhi thắng anh Sơn Tây. Tại vì anh Sơn Tây anh đang thách một người. Anh đang thách một người. Anh nói là có coi coi có Việt Kiều nào về quê Việt Nam sống không. Việt Kiều nhiều người muốn về lắm nhưng sợ không có điều kiện về là không có tiền á anh. Ủa anh chị gì tên là quê hương, vậy là không có tiền á hả? Việt Kiều muốn về Việt Nam sống lắm mà không dám về là sợ không có tiền á hả? Ê các bạn, Việt Kiều vô nhiều rồi kìa các bạn, chia sẻ đi bạn, không chừng đêm nay đam có lửa đó bạn. Chia sẻ đi anh em, chia sẻ đi. Đã có mấy người làm cho hãng nước ngoài với lại ông Nguyễn Cầm. Hoài Linh nhé Sơn Tây. Chú Lại Minh nói anh, hồi giờ chỉ Hoài Linh nổi tiếng hơn nè. Hoài Linh nè, Chí Tài nè. Hôm nay đi ăn đi nhậu gặp hoài. Việt Kiều Mỹ hay tính luôn Việt Kiều nước khác? Không, Mỹ á, tại cái câu chuyện mình đang nói về Mỹ. Mình đâu chơi mấy nước cốc ké khác đâu, mình nói Mỹ thôi nghe. Gì? Ra số 4 Lê Dẫn kêu coi có bao nhiêu người chịu bỏ hàng đi xin visa qua Mỹ. Rồi anh Sơn Tây anh đam lại kìa. Rồi thì bây giờ ở bên Mỹ người ta cũng ra đại sứ quán của Việt Nam xin visa về Việt Nam vậy anh. Đúng không? Đúng chưa? Em nói đúng không? Em thì em biết số lượng nhiều nhưng mà anh cứ coi đi. Đó. Em thấy bên Mỹ cũng rất là nhiều người xin visa về, xin visa, gì, xin visa của Việt Nam á. Thiệt mà. Em cũng không biết cái nào nhiều cái nào nữa nha. Tại vì người Mỹ nó muốn vô Việt Nam, nó cũng phải xin visa vào Việt Nam. Và người Việt Nam hồi hương mà quốc tịch mất rồi đó thì chắc cũng phải đi xin visa thôi. Đó. Thấy Duy nói chuẩn không các bạn? Nên Duy không dám khẳng định cái nào lớn cái nào. Chứ Duy thấy mấy Mỹ trắng nó qua Việt Nam cũng nhiều lắm á.
quá trời luôn đó. Điển hình là cái thằng nào mà nó đụng trái bon, nó đụng bon của đại tướng Võ Nguyên Giáp đó, thằng đó quốc tịch Mỹ chứ đâu, đúng không? Nó không phải xin visa, nó qua Việt Nam thôi, thì cộng với Việt Nam hồi hương nữa thì cái lượng visa đó cũng nhiều á, rồi phía Việt Nam xin visa bên Mỹ cũng nhiều á, nói chung mình không thống kê được. Nhưng mà anh Sơn Tây có phục không? À, em nói gì anh có phục không? Anh nói về vụ giết người hàng loạt ở Hà Giang kìa anh. Giết bao nhiêu người em? Tao ở Sài Gòn mày quất tới cái Hà Giang luôn, tao chịu. Một là về Việt Nam du lịch. Hai, hàng visa không có dài từ Sài Gòn ra Thủ Thiêm. Đâu, hàng visa nào xài từ Sài Gòn ra Thủ Thiêm anh? Bậy bạ không? Này ẩu quá nha. Về Việt Nam du lịch hả? Vừa về Việt Nam du lịch gì em thấy thằng kia nó về Việt Nam, nó lấy vợ rồi nó đi dạy học luôn. Nó thằng gì đau đau gì đó. Đau hàng ơ gì đó. Nhiều thằng lắm mà, thằng đó nổi tiếng em biết thôi. Còn cái ông nào ông đạo diễn nào đó, ông đạo diễn nào ông về ông cũng muốn mua nhà Việt Nam lấy vợ Việt Nam, đạo diễn phim là gì 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 công công Iceland gì phải không đó, xong ông đi uống quán bar, ông đi uống quán bar ông bị dấp cục đá, ông té bể mũi, xong ông về bên Mỹ ông trị xong rồi ông qua Việt Nam ông chơi nữa đó. Anh mới khởi nghiệp bắt đầu có bằng vay vốn không? Có em, lúc anh mới khởi nghiệp anh ra ngân hàng Vietcombank á, anh tuột cái quần ra anh để hai cái bi lên trên đó đó em, rồi người ta cho anh vay 20 tỷ nha. Chào anh Di 19.5 mẹ, đồ hiểu anh ghê hen. Anh nói về vụ bạn em ở chung cư Hà Đô đi, nó không hiểu gì mày. Hà Đô gì? À, vì dân Cali chỉ bằng 1,5 triệu, sao bằng 90 triệu, nói ngu quá. Đâu mày mới ngu, dân Cali làm gì tới 1,5 triệu. Dân nguyên nước Mỹ luôn á, dân Việt Nam mà nguyên cái nước Mỹ luôn á, thì may ra từ 1,5 tới 2 triệu thôi. Chứ dân Cali nào mà tới mà đâu mà tới 1,5 triệu ba, đúng không? Anh là chuyên gia coi đài bên Mỹ á. Ngân hàng Vietcombank có phải là ngân hàng lớn nhất Việt Nam không anh? Có thể nói vậy em. Nam sinh giết bạn gái bỏ thùng xốp, cái này là xưa rồi mẹ ơi, cái vụ thùng xốp là xưa rồi. Khúc đá banh cửa nhà tắm hài quá anh. Nó đá banh cái cửa cái nhà tao thiệt luôn á chứ. Đóng con sụp phim quất banh cái cửa nhà tao luôn. Khúc đá hài không? Phim hay không em? Phim cái này hay ha. Mũi duy cao quá, mũi tự nhiên hả? Trên người em đâu có gì sửa đâu anh. Trời đất ơi, anh nghĩ sao em con trai đi sửa mũi anh? Nè bạn hàng hà, cái thằng Trần Hồng Ân là đóng vai nam chính đó bạn. Thằng đang comment hay á là nó đó. Nó đóng vai nam chính đó nha. Ai vô xin chữ ký nó thì áp đó đi.
có một gia đình quốc tịch Mỹ về Việt Nam mở tiệm phở. Ủa anh sang Tây đâu nữa rồi? Răng không có sữa mày ơi, răng sao sữa được? Răng đập đi đầm lại nha. Phim bao hài đóng tự nhiên lắm, anh coi chưa? Hao tu vào công ty anh Duy bôi trơn em, bôi trơn bằng keo bôi trơn nha. Sơn Tây đang ngồi rặn câu đam làm sao? Anh nói vụ đánh tư sản đi, nói hoài chán quá mày. Mày hỏi gì hỏi mẹ luôn cho rồi đi. Chứ đánh tư sản tao nói mười mấy lần rồi đó. Về Việt Nam luôn nè, già hết thời, 8.000 người tội hình sự. Nhưng mà em thấy ví dụ mà 8 người 8 8.000 người tội hình sự đó là em không có phục anh, đúng không? Em không có phục. Nếu mà đem cái vụ đó đó mà so với vụ mẹ nắm đó, thì là bên Mỹ đó, nó bèo bọt quá, nó ác quá, đúng không? Bên Mỹ nó làm vậy em không có phục. Tại vì dù gì á, đúng không, họ cũng là một phần là công dân của Mỹ, phần là có thẻ của Mỹ, sống bên Mỹ, thương Mỹ, yêu Mỹ, quý Mỹ, người ta mới đi qua Mỹ. Xong rồi bây giờ người ta lỡ người ta phạm tội một cái, người ta ở tù cũng xong rồi, hoặc là có người ở tù chưa xong mà cũng chịu mức hình phạt rồi. Còn bây giờ đuổi người ta về Việt Nam. Mà bây giờ anh nghĩ coi, thí dụ như bây giờ á, ép ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép nhập cư, đúng không anh? Tự nhiên bây giờ phía Việt Nam không nhận, phía mấy người đó ta không muốn về. Như vậy á, mà Mỹ làm ông tơ bà nguyệt, ông Mỹ làm mai cho một cái cuộc hôn nhân bất hạnh này. 8 thằng nó không vui mà 90 triệu, 8.000 thằng nó không vui mà 90 triệu người Việt Nam cũng đau đớn. Em nghĩ coi vậy, Mỹ nó nhân quyền chỗ nào anh? Mỹ nó công bằng chỗ nào, đúng không anh? Anh giải thích cái chỗ này đi, em chưa hiểu lắm. Thí dụ như bây giờ Việt Nam nó nhận đi mà mấy người kia nó không chịu đi, coi như là ép gả thì cũng được đi. Còn bây giờ phía Việt Nam người ta cũng sợ thấy mẹ luôn, sợ như sợ hủi vậy đó. Còn còn tám cho 8.000 thằng kia nó cũng đâu muốn về đâu, đúng không? Vậy tại sao Mỹ phải ép tụi nó ta? Ép ép hai bên luôn. Đâu anh Sơn Tây, anh thể hiện quan điểm của anh một câu công bằng thôi. Cái vụ này hôm nay em chưa thông suốt nha. Nó còn vụ mẹ nắm là khác. Mẹ nắm đã không còn yêu Việt Nam, mẹ nắm chán Việt Nam rồi. Mẹ nắm nói là Việt Nam mà rừng thì đã hết mà biển thì đã đang chết, đúng không? Nên mẹ nắm mà viết đơn đi qua Mỹ để đưa gia đình qua Mỹ để cho cuộc sống tốt hơn. Và lúc đó nhà nước Việt Nam tội nguyện đó, mà Mỹ nó cũng nhận nữa. Như vậy có phải là một việc làm cả ba đều vui không? Còn một cái việc làm của thằng Mỹ thì chỉ có Mỹ vui thôi à, hai thằng kia không nào vui hết á. Anh đâu anh Sơn Tây, anh ở Mỹ lâu anh giải thích được không anh? Cái chủ đề này cũng hay nè, đâu với mấy bạn giải thích đi. Luật đã thành văn, phạm tội thì bị trục xuất. Phạm tội thì bị trục xuất. Không biết phim Thoát Gầy có phần 2 không anh? Phần 2 thì nó từ vậy nó thành béo phì hả? Nên 8 vụ 8.000 người đó Việt Nam cay thật chứ. 8.000 người ít gì trời. Bị đuổi mà không chịu về, đúng chất mặt dày cặn bã,
Kệ cha, người ta đi bạn ơi. Bạn phải vận động Mỹ cho người ta ở lại đi. Chứ bây giờ về đây làm gì trời? Phú Quốc có to hơn Hồng Kông không anh? Bỏ tiền ra để du lịch hai bên đi em. Mấy bạn coi diễn đàn, mấy bạn không góp ý gì cho nó sôi động, mấy bạn khuya rồi. Khuya rồi Di cũng mệt, Di đâu có bào được chứ ban ngày đâu. Các bạn kiếm gì xây dựng đi. Kìa, có người hỏi anh Sơn Tây kìa, mẹ nấm phạm tội đi qua Mỹ có được nhận việc làm gì không kìa. Mà sao em hỏi mấy bạn em bên Mỹ á, tình hình mẹ nấm làm sao nói tao méo quan tâm trời. Chị cầu nguyện cho họ đừng về Việt Nam. Em cũng giống chị, em cũng cầu nguyện cho họ đừng về Việt Nam. Anh không có ý kiến vì 8.000 người đó đã thừa biết luật trước khi phạm luật. Trời đất ơi, thì phạm luật giờ đấy em, ví dụ như bỏ tù đi, đúng không? Hay là bỏ tù xong rồi ra cho anh ta làm được cuộc đời, hoặc là xử gì đó tự nhiên đuổi người ta về nước, đúng không? Đuổi khổ. Ngủ thôi em ơi. Ủa chị đang ở Sài Gòn hay gì chị? Em thấy chị like bên nhà anh Bằng giống ở Sài Gòn kìa. Tập gym không được thức khuya hả anh Duy? Thức thì thức thôi. Ủa chị vô đây chơi chừng nào chị về? Đúng rồi, ít ai quan tâm tới Như Quỳnh nữa đâu, ai cũng phải lo làm ăn trừ Sơn Tây. Chị đưa cháu chị thi ở quận 2. Ủa bữa nay tháng mấy mà thi ta? Ủa bữa nay tháng 10 mà còn thi hả chị? Chị qua quận 2, chị đi qua khu Thủ Thiêm luôn á. Quận 2 nó có khu Thủ Thiêm á chị. Chị bắt Grab á, chị qua khu Thủ Thiêm. Không có chị kêu anh Bằng chở chị qua khu Thủ Thiêm. Ủa thi hát hả? Thi hát ghê ta. Bà luật sư gì đó lúc trước bị trục xuất, giờ lụm ve chai kiếm sống đó. Thì kệ bả. Hình như bà phản quốc đúng không? Hình như bà đó bà phạm tội phản phản quốc đúng không mấy bạn? Nói chung là cái quan điểm của anh đó, từ trước tới giờ là anh không có bao giờ anh coi trọng những người làm phản đó, đúng không? Đã chấp nhận làm phản kệ, không kê. Thì cái tội phản là cái tội nặng nhất. Ngày xưa phản là cái như là Chu Di cũ tộc luôn. Một là phản quốc, hai là khi quân phạm thượng. Ủa mà cộng sản, bạn nói là bà Bùi Kim Thành lụm ve chai chống cộng sản, thì mình hỏi ngược lại bạn, vậy thì cộng sản đã làm gì mà cho cái bà Bùi Bùi Kim Thành này bà uất hận tới cái độ mà bà phải lụm le lai lụm lụm ve chai để bà chống cộng sản? Có ai phản gì chưa? Nói chung phản phản em thì cũng nhiều, không phải không có, nhiều lắm anh, nhưng mà trong công việc thôi, nó cũng không có gì ghê gớm. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dân. Thằng này chúng ra hết mấy trăm số đài đáp lời sông núi rồi. Hồi đó tao coi mấy ngàn số luôn. Cứ đêm nó ra ngàn số, coi 3, 4, 5 liên tiếp là nhiêu trời. 1001 cuốn. Cái gì Tạ Phong Tần cũng lụm ve chai nữa hả? Khổ mấy bà này chứ. Cộng sản lụm hết ve chai của bả nên bả cay hả? Bữa thấy phố Bình Sa TV phỏng vấn bả nói thế. Đâu lên mạng sạch bà Bùi Kim Thành. Bà này bà nào ta? Bà này nô nay em dính biết bà này luôn á. À bà này già rồi. Bà già bà xấu nữa. Bà đấy hả? Gì bà Bùi Kim Thành phát biểu tiếng Việt giữa nghị trường Mỹ hả? Ghê hả? Bùi Kim Thành phá rối cộng đồng. Ủa sao bà này qua tới 7-8 năm trước rồi? Bà già rồi. Bà đó nói chuyện nghe nhức óc lắm, khuya rồi đừng nói nha. Việt Nam là một luật sư đang yên lành. Khùng ở Việt Nam là một luật sư đang yên lành, khùng khùng hết tiền, khùng hủy hết tiền đồ ráng chịu. À, hiểu rồi, tức là bà này bên Việt Nam á là luật sư, xong rồi bà phản động, xong rồi bà báo qua bên kia bà lụm lon luôn hả? Thiệt, nhiều khi thấy cũng khùng khùng thiệt, không hiểu nổi bà đó tâm thần em ơi hay vậy anh. Phản động dễ lụm bọc quá đại ca. Nhưng mà nói chung á, mày biết sao không? Lụm bọc á, mà có quốc tịch Mỹ á, nó cũng là cái nghề lụm bọc sang nhất hành tinh. Có bao giờ mày nghĩ là mày tính đánh đổi không? Đúng không? Tính đánh đổi không? Thí dụ như mày lụm bọc á, mai mốt mày chết, mày cũng là mang tiếng công dân Mỹ vậy. Có nên đánh đổi không? Anh nghĩ sao về việc thanh niên 21 cưới vợ 61 ở Việt Nam? Tao cũng biết nghĩ sao nữa. Chứ tao nghĩ ở tuổi 61 á, là phải xài gheo bôi trơn nhiều lắm á. Mà cái ông Chu Hảo á mấy bạn, ổng mới bị đề nghị khiển trách thôi đúng không? Mới bị đề nghị thôi mà chưa có gì hết trơn mà. Nhưng mà báo lớn đăng rồi, thấy cũng sắp lên đường rồi. Cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng thu phí lại được kìa.
Chết mà không có tiền mua nổi quan tài, phải đi thuê thì quốc tịch Mỹ làm gì hả anh? Em lại sai rồi. Chết còn biết con mẹ gì đâu mà đòi quan tài nữa. Khi mày chết người ta bỏ mày nằm giữa đường xe cán, mày cũng đâu có biết đau đâu, đúng không? Nên nói thiệt với em á, chết đó là mình chấm dứt cái gọi là cái cuộc sống ở trần thế, mình đi về với Chúa đó, mình về thiên đàng. Ủa anh Duy sao nói gì vậy? Chính phủ càng kiệt tiến rồi Duy, là sao không hiểu? Mấy bạn hiểu anh trai xanh nói gì không? Khiển trách bởi trung ương thì coi như mất hết uy tín và tiếng nói trong cơ quan rồi anh. Nhưng mà quan trọng là có vô tù hay không kìa. Chứ cái chuyện mà khiển trách thì nó đâu có ép phê em. Ai cạn kiệt tiền hả? Ủa chứ chính phủ cạn kiệt tiền hả anh? Sao anh biết? Chứ em đọc báo mà chiều mấy ổng khoe. Mấy ổng là năm nay là gì thu ngân sách tốt này nọ kia mà. Em hỏi tụi trong này trong nước coi. Ê tụi bay đọc báo tụi bay có đọc được cái tin nào chính phủ cạch hết tiền không mày? Chứ hở mà 2 ngày nay anh đọc báo anh không thấy tin đó. Nhiều khi anh xin ta, anh chạy xin anh kiếm được tin hot ở đâu á thì mấy bạn cũng nên đối chiếu nha. À, chính phủ đang cạn kiệt tiền để trả lương cho công an, quân đội và công chức. À vậy hả? Ủa vậy ở đây có bạn nào làm công an không? Mấy bạn bị nhà nước nợ lương mấy tháng rồi. Tội nghiệp mấy công an quá. Giờ hết tiền rồi trả cho nó tính sao ta? Chắc nó chạy xe ôm quá. Để coi ngày mai em hóng còn bao nhiêu công an nó chạy xe ôm, nó ra khỏi ngành luôn. Đinh Đinh Tiến Đạt bị nhà nước cướp đất hay bị Trấn Thành cướp bồ? Nói chung mà Trần Hồng Ân người mà viết không có rõ, anh dịch lại cho mày đó. Em có anh làm công an nè anh ấy vẫn được lương vù vù mà, ai biết đâu nghe bà con nói vậy. Ủa bà con nào anh? Bà con nào? Ý nó nói là bắt phạt niêm phong. Nó nói cộng cộng sản đánh tư sản. Ủa cộng sản đánh tư sản gì? Không hiểu. Hả? Cộng sản đánh tư sản gì? Trí Phan biết mày. À đổ 100 đô phạt 90 triệu rồi, đúng luật rồi á. Nói chung cái phạt đó là đúng luật rồi. Nhưng mà có một cái nữa là tội áp dụng cái luật đó nó rắn quá. Nhưng mà giờ thằng đó nó làm đơn nó xin rồi. Nó làm đơn nó xin là nó không được, nó khỏi đóng phạt nó là được nha. Nói bắt tiệm vàng vụ đổi 100 đô. Nếu mà bây giờ các bạn nói mà bắt tiệm vàng vụ đổi 100 đô mà nó đánh tư sản á, là không đúng. Đúng không? Là không đúng. Tại vì bạn hiểu không? Đánh tư sản phải đánh cho nó nhiều tiền. Không ai đi về quê quýnh cái tiệm vàng nhỏ xíu hết. Đúng không? Quýnh tư sản là phải vô quýnh ở mấy cái tiệm kim cương ở trong Bắc Sành á. Ở trong Vincom rồi đó. Đó. Nói thiệt cái đống kim cương nó lùa một phát thôi là biết bao nhiêu tỷ luôn. Chứ đâu cần quýnh tiệm vàng ở dưới quê làm gì. Cho mang tiếng mà hôi long nữa. Đó, hiểu không? Nên mấy anh chị em đừng lo. Nói về tiệm vàng á, mẹ cũng vô vô Sài Gòn quất là nhiều lắm.
Biết ở đâu tiệm vàng nhiều không? Ở An Đông á, ở quận 5 đó. Chỉ cần buổi sáng tới đó úp sọt thôi, bèo bèo là một tiệm cũng phải làm vài chục tỷ. Chứ đâu có đi quýnh đâu, mẹ dùng quê nông thôn quýnh đâu à. Quýnh lên báo mà sùm là quýnh đâu được có nhiêu 500 mấy chục triệu, không đủ tiền để mua con Atis chạy nữa. Nhưng mà nói chung á, cái vụ đó công an làm thì cũng đúng, nhưng mà nó hơi rắn một chút. Nên Nhi nghĩ á, là bây giờ có làm đơn đi, làm đơn xin đi. Mấy tiệm đó của Phạm Nhật Vượng đố ai dám rớ. Phạm Nhật Vượng ở đâu ba? Cái tiệm vàng đó là của mấy công ty, của mấy cái doanh nghiệp vàng á. Nó vô đó nó mở, nó thuê mặt bằng thôi anh, chứ đâu phải của Phạm Nhật Vượng. Bây giờ chính phủ không cho tiệm vàng đổi tiền nữa là ý gì? Trời ơi, ngân hàng nó mới đổi tiền chứ tiệm vàng đổi tiền gì anh? Luật nó lâu rồi, luật đó là tiệm vàng không được đổi tiền nha anh. Đó. Mà tiệm vàng mà bán vàng lậu là cũng lên đường luôn đó, tức là vàng không có giấy tờ. Cái ông ở ở Cần Thơ ông bị dính vô á, là ông không chứng minh được 20 cái viên hột sòn đó nguồn gốc và xuất xứ đó. Nên cái việc mà ông không chứng minh được á, là ông sai rồi đó. Thì ông có chỉ có thể ông kiện lại cái vụ công an trong cái gọi là cái quá trình mà thi hành án thôi, tức là trong cái quá trình anh thi hành nó có chỗ không hợp lý thì tiệm vàng có thể kiện là chỗ đó. Chứ còn bây giờ vụ công an mà nó quất 20 viên kim cương là đúng chắc rồi, hiểu không? Tại sao mà bạn biết ghi là khả năng đúng nó cao? Tại vì á, nếu mà nó sai á thì bữa nay báo nó không dám đưa là ông gì á, ông gì ông trưởng công an hay gì đó, hay là trưởng cái gì lớn lắm ở Cần Thơ quyết định bổ sung 20 cái chục viên nó vô công quỹ, đúng không? Nếu mà sai là không dám làm nó đâu, mất chức như chơi đó ba. Nhưng mà giờ tiệm vàng có thể nó kiện. Mày thích đi, mày tìm hiểu luật sư đi rồi mày kiện. Để nghe ngóng tiếp vụ này còn sao. Tiệm vàng có giấy phép vẫn được đổi nha anh. Đúng rồi đó, lữ đoàn nó đúng á. Đổi USD tại mình nó mình đổi chơi vậy thôi. Mình đổi là cũng sai á, tại mình không bị bắt thôi. Chứ vô ngân hàng đổi đàng hoàng nha. Sắp tới ra thiết quân ra là ra luật thiết lương quật đại ca, nghĩ sao vậy, tại sao? Tao nói cho mày nghe, ra thiết quân lực là đúng mày ơi. Tại vì sao biết không? Tại vì bây giờ mình ra sẵn đi, mai mốt có biến đó mình áp dụng cho nó lẹ. Chứ còn bây giờ thí dụ như mày không ra đi, mai mốt Trung Quốc nó xua quân nó quýnh mình thì lúc đó mình ra là nó muộn rồi. Lúc đó mình sẽ rất là bị động, đúng không? Tao nghĩ á, tất cả các luật lúc bây giờ phải suy nghĩ ra hết đi. Rồi xong rồi mai mốt có luật cứ thế mà chơi. Không có luật chơi phiền lắm em, có luật chơi thoải mái lắm. Mấy thằng nào tội phạm nó mới sợ luật mấy em. Còn mình là quang minh chính đại mà, mình là công dân tốt mà, không có sợ lực nào hết á. Anh nghĩ Vinasun kiện Grab là đúng hay sai? Nếu mà tao hỏi mày Vinasun kiện Grab mà sai á thì sao nó thắng, đúng không? Thì nó phải có lý rồi nó mới kiện thôi. Mà bây giờ tòa xử nó thắng rồi đó, thằng kia không phục á thì đi phúc thẩm đi, đúng không? À chào độ chị Đỗ Kim Đức, đúng không mấy em? Anh nói chuyện khách quan và công tâm không? Đó. Bây giờ thằng kia mày không phục thì mày đi phúc thẩm đi. Đó. Còn bây giờ mày phúc thẩm mà mày không phục nữa thì mày cút về nước đi. Chứ giờ muốn sao? Không lẽ giờ muốn mày thắng mày mới chịu à? Mày thua mày không chịu à? Tối nay có đàm chính trị không anh? Chút đỉnh, chút đỉnh nha. Tại bị thiên vị thì em nói anh chay sinh rồi đó, thì bây giờ nó cảm thấy thiên vị thì nó đi kiện đơn phúc thẩm đi, đúng không? Nó còn tòa phúc thẩm nữa mà, nếu mà tòa phúc thẩm người ta xử nữa thì mà mày không phục nữa thì mày cút luôn đi,
Chứ giờ nói thì sao vậy anh? Thí dụ như bên Mỹ của tụi anh á, đầu tiên mình kiện ở tiểu bang đúng không? Mình kiện ở tiểu bang, xong rồi tiểu bang nó xử vậy, mày không phục đúng không? Thì đem ra liên bang kiện. Đúng không? Liên bang mà nó kiện một lần nữa mày không phục nữa thì mày cút nó khỏi nước Mỹ luôn chứ giờ sao nữa? Mình cứ luật mà mình chơi thôi mấy em, mình có cảm tính trong mấy cái việc này nhé. Tại vì người ta làm luật sư, người ta làm tòa án, người ta đã gọi là tham khảo kỹ rồi. Có đủ chứng cứ hết rồi người ta mới đưa ra cái quyết định đó. Đó. Cút đi chứ ở đây chơi chiêu trốn thế tè le. Phiếu quân lệnh là sao anh? Tao không biết cái phiếu đó mày. Phiếu quân lệnh là gì? Mỹ với châu Âu cũng phạt Uber sắp mặt kìa. Gì? Hóa ra người Việt Nam vẫn bảo vệ người Việt Nam thôi đó he he. Tao phải bảo vệ doanh nghiệp của tao thôi, rõ ràng. Cái chuyện đó mày nói là cũng rõ ràng đúng thôi. Anh ơi sao nhà nước mình áp bức sức lao động quá anh bắt ông già mở mắt không nổi nữa làm một lúc hai chức. Thì bây giờ toàn dân bắt rồi tao nói làm sao giờ? Đúng không? Bây giờ toàn dân bắt rồi mày thấy 99,97% dân dân bắt rồi giờ mày chịu mày nói sao nữa? Đúng không? Cái chuyện mà nào là toàn dân quyết định là mình không thể đam được mấy em. Tại vì cái đó là chân lý rồi. Đúng không? Toàn dân đã quyết định rồi, toàn dân đã bóc lột ông già đó rồi thì giờ cứu bằng cách nào? Nhân dân là quyền lực cao nhất. Không có cái thế lực nào có thể là thay thế cho nhân dân hết. Em hiểu không? Cụ thể thiết quân lực là như thế nào với anh? Mày lên Google đi mày ơi. No no, không phải toàn dân. Đâu? Anh không hiểu. 99,99% rồi. Thì bây giờ không phải toàn dân chứ là ai nữa. Còn cái số nhỏ không phải gì nhiêu 0,03% phải không? 0,03. Nói chung còn số nhỏ xíu. Có biết ông nào không bỏ phiếu không đề ca? Ông Nguyễn Phú Trọng chứ ông nào? Không lẽ ông tự bỏ phiếu cho ổng, đúng không? Tao đoán thôi nha. Cái này mình nói với bạn là mình đoán thôi chứ mình không có biết. Tại vì theo cái kinh nghiệm của mình, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn là đại biểu Quốc hội. Thì bây giờ đại biểu Quốc hội mà bầu cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng thì không lẽ đồng chí Nguyễn Phú Trọng tự bỏ cho mình. Đúng không? Nên cái này là duy suy nghĩ vậy thôi. Ba sọc nó tức vụ toàn dân học máu. Tức thì chịu thôi chứ giờ sao giờ? Đúng không? Mình đâu có nào thỏa mãn cơn tức được đâu. Tại vì cái đó là sự thật mà. Bây giờ mấy ổng bỏ phiếu thì kệ mấy ổng đi chứ sao mà mình can thiệp được lá phiếu của mấy ổng. Bạn hiểu không? Bạn không thể nào bắt ông Dương Trung Quốc bỏ cái lá phiếu theo ý bằng được. Ổng muốn bỏ gì cũng bỏ kệ ổng. Mấy người ở dưới diễn đàn đâu có bầu cho ông Nguyễn Phú Trọng không trả lời. Bậy bậy anh, ở dưới diễn đàn tuổi nào bầu chức chủ tịch nước anh? Trời đất ơi anh trên sân anh không có hiểu. Bầu tổng thống nó khác với bầu chủ tịch nước, đúng không? Bầu tổng thống là đại cử tri của Mỹ người ta bầu, còn bầu chủ tịch nước là đại biểu quốc hội người ta biểu quyết đó. Mà cũng gọi là bầu nữa, ở Việt Nam này gọi là chọn chủ tịch nước đó. Thì chọn người này và chọn người kia, đảng đưa ra một người thì quốc hội người ta sẽ suy nghĩ người ta có chọn người đó hay không chọn, đúng không? Vậy thôi. Đó, mà quốc hội là gì? Quốc hội là cơ quan quyền lực cao cấp nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tiếng nói của người dân đại diện cho toàn dân để quyết định vận mệnh của đất nước và quyết định những cái chính sách lớn của dân tộc. Nè. Thì em nói toàn dân đúng rồi, quốc hội là toàn dân chứ là gì anh? Anh không có hiểu gì trơn trọi á. Anh muốn nói về Việt Nam á thì anh phải hiểu cái mô hình đó.
cái mô hình chính trị của Việt Nam, nó là quốc hội á, là đại diện cho người dân. Ở bên Mỹ của anh cũng vậy thôi, thượng viện hạ viện nó sẽ đại diện cho quyền lực của nước Mỹ, đúng không? Nó có quyền, nó phế truất tổng thống, nó có quyền nó lôi đầu tổng thống, nó đá banh hay là gì đó không biết, nó có quyền nó chặn tiền tổng thống đó. Thí dụ như bây giờ Mỹ mà nó lỡ nó ăn chơi nhảy múa, nó đỉ điếm nhiều quá thì chính phủ nó hết ngân sách, lúc đó đó thì chính phủ nó bị đóng cửa, nó phải xin tiền quốc hội. Quốc hội không cho thì mày cứ đóng cửa, quốc hội cho đó thì mày mở cửa ra mày xài tiếp đó. Cái vụ này bên Mỹ á, là nó nhiều lần rồi, thì ở Việt Nam này cũng vậy thôi đó. Trung ương đảng sẽ cử ra một người đó, ứng cử cái chức chủ tịch nước, thì 477 đồng chí đại biểu quốc hội đó, họ sẽ biểu quyết yes or no nha, yes or no. Thì trong cái trường hợp này tất cả đều biểu quyết đồng chí Nguyễn Phú Trọng là yes, nên đồng chí Nguyễn Phú Trọng trở thành chủ tịch nước của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi khổ mấy ông chị, mấy anh chị quá, về học luật đi, luật nó có chừng đó thôi à, chứ nó không có khác được nghe. Nói mấy bạn ở đây hiểu không? Khổ thế chứ. Mà sao trước khi bầu ai cũng biết ông Trọng hết, lên hết rồi vậy anh? Trời ơi mày ngu quá. Tao nói mày cái này không phải là bầu, đúng không? Mà cái này là biểu quyết đó. Thì bây giờ đảng Cộng sản đã họp lại đưa ra một người, thì cái khả năng người đó ứng cử là 99%. Đó là Việt Nam. Mày đừng có thắc mắc, mày đừng có lăng tăng, và mày đừng có sàm lờ, đúng không? Vì thì tao chỉ nói một câu thôi, ở bên Mỹ có hai đảng, thì một đảng cử ra một con gà đi đá, thì mày cũng biết chắc chắn rằng một con gà nó đang cầm năm khoảng chừng 50%, đúng không? Thì bây giờ đó, ở bên Mỹ mày có bầu mẹ, bầu cha, bầu có nội gì chăng nữa, thì cũng một trong hai người đó làm tổng thống thôi. Còn bây giờ ở Việt Nam đó, là một đảng lãnh đạo, thì một đảng đã cử ra con gà ưu tú nhất của mình rồi, thì bây giờ chỉ đợi cho quốc hội làm cái bước kiểm duyệt cuối cùng thôi. Có ok không? Nếu mà quốc hội ok thì thôi, nếu mà quốc hội không ok á, thì đảng phải về họp lại, cử con gà tiếp theo ra đá, cử tới chừng nào quốc hội ok thì thôi. Cái đó là pháp luật của Việt Nam. Mấy ông nội ơi, hiểu luật giùm con đi má. Hỏi ngu vải tè. Khổ thế chứ. Mà thôi cãi nó đi anh Thanh Chi ơi. Mẹ bầu cử cũng được, biểu quyết cũng được, mà nó là như vậy đó. Cho em lên được không anh? Rồi mày lên giùm tao một cái đi. Ông mà tao mệt mấy ông nội này quá. Lường á. Alo, alo. Rồi nói đi, nói đi. Em chào anh, chào mọi người nhé. Ừ, rồi chào. Em muốn nói là anh Sách Sơn đi. Thật sự cả Nguyên Vũ từ nãy giờ em, lúc anh mở diễn đàn em thấy là toàn nói những cái câu mà kiểu như xuyên tạc rồi. Rồi rồi thì hỏi gì kiểu đánh tư sản này. Xong rồi kiểu như gì? Từ từ em tắt cái nó tốt ạ. Xong rồi các thứ người kêu là cái gì? Quốc hội bù nhìn. Như nào là bù nhìn? Anh thử Jackson thử nói xem bù nhìn là như thế nào cái. Còn cái chuyện mà xong rồi còn hỏi cái chuyện gì nữa? Cái chuyện mà chức quan luật, chức quan luật là sao, tại sao Việt Nam phải dùng chức quan luật? Chức quan luật là chỉ dùng nhưng khi nào, ví dụ là có đảo chính này, hay là chung là cái nhiều thiên môn ấy đấy, Trung Quốc nó kiểu nhiệm vụ thiên môn thì nó là cái chức quan luật đấy. Còn cái kêu đánh tư sản ấy, em thật ở cái ở Việt Nam này, cái tiệm vàng ở dưới Cần Thơ cái gì kia nó bé thôi, nó chưa to đâu, phải phải kiểu tiệm vàng đánh nhiều ở bọn Bảo Tín Minh Châu ấy đấy, ở Hà Nội ấy, là có Bảo Tín Minh Châu ấy đấy, vàng đấy mới là tiệm vàng phải không? Đánh đánh cái bằng mấy con tí kêu đánh tư sản. Tại vì lúc em thấy các ông ấy lên luôn hỏi các ông dùng người bắt quá, em lên thì thôi, cảm ơn nhé. Rồi, ok em rồi. Đó, ngắn gọn xúc tích mang.
không phải là mình không nói chuyện với những người xuyên tạc mà mình giải thích cho họ hiểu các bạn, hiểu không? Rồi anh Jason xanh còn thắc mắc gì nữa không? Cho em lên đi anh hả? Rồi bây giờ tuổi trẻ Việt Nam sung quá ta, đòi lên ngắn gọn nha. Mày hứa cho tao yếu sinh lý rồi tao cho mày lên. Chứ khuya rồi mà mày đẩy tới 30 phút chết luôn á. Yếu sinh lý nha. Nhấp nhấp vài cái rồi ra nha. Mày cam kết với anh yếu sinh lý đi. Rồi cho lên liền. Nhấp nhấp vài cái rồi phọt được rồi. Nha. Rồi ok rồi đó. Cam kết yếu sinh lý nha. Mặc đồ là tốt luôn. Ủa mày ở trần là tao lóc luôn, nhưng mày ở trần thì đừng có đừng 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 có thì che camera nha. Rồi, tôi lại với em. Hai anh, em cũng là một người Việt ở bên Mỹ này. Thì em chỉ có muốn một điều nhắn nhủ với mọi người á, thì mình muốn nói gì về đất nước Việt Nam hay là mình muốn nói gì á, thì mọi người cũng phải nên về Việt Nam, trải nghiệm ở Việt Nam và tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn trước khi đưa ra những nhận luận về Việt Nam mình. Tại vì em cũng ở bên Mỹ, em qua Mỹ từ năm 18 tuổi nên em hiểu, rõ cả Mỹ và Việt Nam, nên rồi những người đưa ra cái nhận định đó nó một chiều quá vậy thôi. À, rồi rồi anh cái bạn vừa rồi nói là bạn ở Mỹ, nhưng mà bạn nói là giờ ai muốn nhận định Việt Nam phải thử một lần về Việt Nam. Rồi anh lên yếu sinh lý về vụ bầu cử Mỹ phải không? Rồi yếu, nhớ là yếu sinh lý nha anh, yếu sinh lý nha. Rồi là yếu sinh lý ngắn gọn ha anh, ngắn gọn đừng dài dòng nha anh, cố gắng trình bày ngắn gọn nha anh Trai Xanh. Xong cái này em mời người Mỹ khác lên cũng yếu sinh lý về bầu cử Mỹ luôn nha, để cho Mỹ chơi với Mỹ đi. Chứ em nói hoài mất công, anh chị em nói là em Việt Nam nói Mỹ hoài. Con trai xanh lên nè, yêu sinh lý về Mỹ nha. Sao lâu vậy anh? Chấp nhận đi anh. Rồi tiếp theo anh trai xanh là có ai đăng ký không? Hello em trai phải Ồ, xe đẹp không? ta. À no, Chiếc này là chiếc chiếc mẹ của anh phải không hả? no. No, cái đó chiếc mẹ của bà xã đi làm, cái này chiếc chiếc Toyota À vậy hả? Nhìn 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 nội thất đẹp hơn xe của sân Tây nữa trời. Camry thôi. Ở cái để anh lên nói vụ bầu cử, có hồi nãy có người ở với người thắc mắc đó, tại sao mà cái bầu cử của ông Trump dân dân bầu ít hơn mà ông Trump lại thắng, còn bà Rồi rồi nói đi. Hillary Clinton tình là dân dân bầu nhiều mà không được thắng. Tại vì ở Rồi. Mỹ nó có 50 tiểu bang, hiểu nó không? Dạ. Tiểu bang nào mà Rồi. tiểu đâu tiểu bang nào mà đông dân nhất á, thì cái cử tri đoàn á là nó nhiều hơn, Nó đông. nó đông, Đúng hiểu rồi. không? Cho nên ví dụ giờ tiểu Rồi. bang Cali là 50, tiểu bang anh là 10, anh thấy không? Ừ. Ví dụ tiểu bang nào mà ít dân hơn nữa thì có thể 8 9, anh hiểu nó không? Nhưng mà Rồi. người dân cũng phải bầu. Thí dụ trong 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 cái tiểu Ừ. bang mà Cali á, người ta đi bầu mà ok, nếu mà bên 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 Cộng hòa mà nó thắng á thì ok, thì được năm năm chục Ừ. cử tri đoàn đó, anh thấy không? Ừ. Đó, cho nên đất Mỹ nó làm vậy là công bằng. Chứ có nhiều khi bây giờ á, bây giờ Cali nó quá trời đông dân rồi, mà mấy mấy cái tiểu bang kia người ta đâu đâu có thèm, mấy mấy người mà đi ra vận động để tranh cử, người ta đâu có thèm mà lợi mấy cái tiểu bang nhỏ làm gì, em hiểu không? Người Ừ. ta chỉ vô tập trung vô vận động vô những cái tiểu bang mà đông người, cho nên người ta mà mặc kệ, người ta không đếm xỉa mấy cái kia. Cho nên á, mấy người mà cử tri đi 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 tranh cử á, là người ta phải quan tâm hết 50 tiểu bang hết đó. cho Ừ. nên cho nên vậy nếu mà là công bằng, ví dụ bây giờ nhiều khi một cái hướng bên 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 vùng miền Nam đi, ai cũng ủng hộ ông Trump hết, Ừ. thì
làm gì không công bằng, cái mấy tiểu kia ăn theo, cái nhóm tiểu bang nó ăn theo. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà làm như vậy á, đếm từng phiếu từng phiếu và từng người á, tốn nhiều thời gian lắm, tốn tiền, tốn nhiều thời gian để làm những chừng cái đó, em hiểu không? Đó là tốn rất là nhiều tiền. Cho nên tại sao mà không làm cái ra cái cử tri đoàn vậy đi cho nó công bằng, mà nó giúp được nhiều thời gian nữa. Đó là lý do là vậy á. Cái kỳ rồi á là hình như là hai và Hillary Clinton hơn ông kia, như là có mấy hình như một triệu mấy phiếu hay gì à? Hai triệu mấy à, khoảng đó đó. Đó. Nhưng mà cái cử tri đoàn tính ra cộng lại 50 tiểu bang á thì bà Bill Clinton thua. Ông kia thắng, vậy là công bằng chứ không phải là không công bằng, nhưng mà đó là toàn dân bầu đó. Em hiểu không? Đó, toàn dân có quyền quyết định hết á. Còn ví dụ bây giờ ở Việt Nam nó làm theo cái kiểu quốc hội. Nhưng mà có nhiều khi cái đâu có, em đâu có nghĩ là những cái người mà quốc hợp trong quốc hội người ta sáng suốt hết đâu. Thà bầu số đông hơn, người dân người ta quyết định. Quốc hội có nhiều khi có nhầm người ta thiên vị thì sao? Hả? Thì đại cử tri người ta cũng vậy mà anh. Hả? Không khác gì đâu. Thì mấy ông đại cử tri cũng vậy mà. No, nhưng mà dân bầu nhiều á thì mấy ông kia mới là mà mấy là chọn đại cử tri là do dân bầu hết á. Còn bên Việt Nam này là do quốc hội, là quốc hội quyết định, mấy người trong quốc hội quyết định. Thấy không? Cho nên á nhiều khi mấy người đó không có sáng suốt bằng những người dân ở ngoài bao la vậy, rồi. Là sáng suốt hơn. Rồi, chấp nhận ý của anh rồi, đó là ý của anh nha. Rồi anh xong rồi phải không? Rồi xong. Chai Xanh đã giải thích cái việc mà đại cử tri bầu cử Mỹ đó, mặc dù nó xưa rồi nhưng mà Chai Xanh muốn nói lại. Thì bây giờ ở đây có ai ở bên Mỹ mà cảm thấy muốn phản biện anh Chai Xanh không? Nếu mà bên Mỹ không có thì mới mời người bên Việt Nam nha. Cái này để cho Mỹ phản biện hay hơn. Rồi có ai lên không? Cứu sinh lý đi. Đại biểu quốc hội cũng do dân bầu nhé. Đại biểu quốc hội chắc chắn là do dân bầu rồi, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Rồi em hả? Em trong nước hay nước ngoài? Rồi ok, không có nước ngoài thì mời trong nước luôn. Em bây giờ cứ nhấp nhấp ra là ok. Em xin chào tất cả mọi người. Rồi, em là ở Singapore nhé. Thứ nhất em xin phản đam lại cái câu chuyện của cái anh gì người Mỹ nhỉ? Thì nói về là dân bầu có thể sáng suốt hơn đại cử tri. Thế cho em hỏi như thế này, bao nhiêu người Việt Nam để biết được những người trong quốc hội Mỹ hoặc Việt Nam, những người đó là giỏi hay tài giỏi, hay làm được việc hay không làm việc, bao nhiêu người biết? Em nói em chắc chắn một điều rằng người dân không thể nào biết được họ làm những việc thế nào, họ làm như những việc gì cho đất nước, giỏi hay không giỏi. Đúng, anh đồng ý điểm này. Đấy, cho nên nhá, chỉ có quốc hội, những người làm trong nhà nước, họ mới hiểu, mới biết được người nào giỏi hay người nào không giỏi để mà bầu ra những người sáng suốt nhất, tốt nhất để đưa đất nước đi lên. Chứ nếu như mà dùng phiếu của người dân để bầu cho một người nào đó lên làm tổng thống hoặc là làm chủ tịch nước thì thật sự nó là một sai lầm lớn, và có thể là rất nói chung là thật sự sẽ là một sai lầm mà đất nước nó sẽ chịu. Đúng đúng, và ở bên Mỹ đại cử tri cũng là như vậy.
Đúng rồi. Chỉ có đại cử tri người ta mới biết được ông nào giỏi, ông nào dở. Đúng rồi anh. Chứ còn cái người dân bình thường thì làm sao họ biết được? Họ chỉ nghe những người vận động người ta chém gió, người ta hứa này hứa nọ. Đúng rồi anh. Đó là chỉ những cái gì họ vận động lên gửi mới có. Đúng rồi. Còn cái năng lực của cái người tổng thống, người dân thường họ sẽ không biết đúng được. Đúng rồi anh. Anh hãy xem một bài báo của em, có người bạn người Malaysia ấy, có ông làm thủ tướng lên á thì ông ta hứa là sẽ đưa Malaysia trở lại, nói chung là được trở lại một thời kinh tế ngày xưa đấy, là sẽ miễn thuế rồi miễn gì đấy cho người dân Malaysia rồi tăng lương. Nhưng cuối cùng ông ta lên mấy tháng rồi cũng có được đâu, cũng vậy cả, nó cũng không phải, đó là chỉ là những người ta lên, người ta nghĩa là người ta làm tư tưởng chính trị người ta ấy thôi, chứ còn làm được hay không á, quan trọng là cử tri, những người đó họ tiếp xúc, họ làm việc, họ hiểu biết thì họ mới có thể cử ra những người tài nhất, tốt nhất để cho đất nước mình. Chứ bây giờ cứ nhờ vào dân, lấy số phiếu của dân là tất cả thế giới này không bao giờ có. Không bao giờ anh ạ. Đúng. Thôi em xin yếu xin lý thôi. Có gì hôm sau em lên lại. Rồi, hay. Hay. Yếu xin lý này mà có bầu nữa yeah. Nha. Chứ bây giờ... Không, cái quan điểm của bạn vừa rồi rất là ngắn gọn và rất rõ ràng. Và Duy đồng tình 100% luôn. Đúng không? Ví dụ như bây giờ lựa ra hai ông thì người dân người ta chỉ biết hai ông đó thôi, chứ không thể nào mà biết được hai ông đó là ông nào giỏi và ông nào dở. Đúng không? Chỉ có người nào làm việc hai ông đó rồi á thì người ta may ra người ta biết được. Rồi từ từ bác cầm lên trước hả bác cầm? Ok là bác lên đó phải không? Từ, anh chơi xanh từ từ anh chơi xanh. Giờ chú Bình Phương có lên không? Cái vụ này chú này cũng lớn tuổi rồi nè, chú cũng coi theo dõi nhiều cái cuộc bầu cử của Mỹ rồi, thì chú có ý kiến không? À, anh Trai Xanh em biết rồi, anh tí chờ tí em thêm mời thêm 1-2-3 người nữa, yếu sinh lý mà không có lâu đâu anh. Chắc chắn là em sẽ mời lại anh mà. Rồi bắt cầm ok, yếu sinh lý nha bác. Bác mua ve ra chưa? Khuya đây hot nè. Ok, có nghe rõ không? Ủa sao bên bác nó thua vậy? Mình trong phòng ngủ, tôi đang ngủ rồi. Nhưng mà tao nghe, tao ghét quá. Đáng lẽ là tao không có nói. Bên bác mấy giờ bác ngủ? Bên bác giờ mấy giờ mà ngủ rồi? Thì ngủ trưa con, 1:30. Quá, ông sướng dã man luôn. Không phải, đáng lẽ là không có lên nói, nhưng mà tại vì tôi ghét, không có nói, đáng lẽ là không có xứng đáng để mình trả lời những câu hỏi này. Tại vì những câu hỏi này rất ư là ngu si, tại vì ở Mỹ và Việt Nam bầu cử đều giống nhau cả, không khác gì hết. Ở Mỹ bầu tổng thống, trước khi bầu tổng thống là có bầu quốc hội, bầu cá cử tri để mà bà người đại diện cho mình, cũng không khác gì ở Việt Nam cả. Thấy không? Cái đại cử tri đoàn thì cũng giống như ở Việt Nam mình, thuộc dạng như quốc hội, không khác gì hết, không ai đếm rõ ràng, không ai kiếm được. Cho nên vì chỗ đó thằng này nó nói nhiều cái câu thiệt tình đó, mà tao đáng lẽ tao ghét, tao không thèm lên, tại vì nó không đáng để mình lên. Nhưng mà tại nó nói là nó so sánh khập khểnh quá. Nó chỉ khác nhau một cái là ở Việt Nam là một đảng, còn ở bên Mỹ là hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa thôi. Còn cái thủ tục bầu cử y chang với nhau hết. Không ai ngồi đó mà đủ mới có lựa từ thằng một cái thùng phiếu mấy trăm triệu dân mà đủ phải ngồi lựa từ lựa đâu có, không ai ngu si làm cái chuyện đó trơn. Người ta chỉ có đại diện cho dân thôi, và người ta là đại cử tri đoàn, thì ở bên kia cũng giống như trang như là chủ tịch quốc hội và hội đồng ở trong cái quốc hội thế thôi, không có khác gì hết. Đâu mà chứ ngồi đâu mà điếp tào lao, bởi nhiều khi đó thì không có khác gì hết. Giống như nhỏ em là nhìn cháu nó mới nói rất là chính xác. Tại vì những người dân bầu họ bị quyền quặt bởi những người nên ứng cử hứa hẹn, nhưng mà thực chất họ đâu có làm được gì đâu. Chỉ có những người thân cận và những người đại biểu quốc hội đó, họ mới biết người đó làm giỏi hay là làm dở, trình độ hay là không trình độ. Chứ tại người dân đâu có làm việc trực tiếp với mấy ổng ở đâu. Đúng không? Đó là rõ ràng 100%. Còn cái chuyện mà bà Hillary Clinton mà thắng ông kia là 2 triệu phiếu phổ thông, thì chứng tỏ là người dân rất là mến bộ cái bà Hillary Clinton, nhưng mà vì cái chủ cử tri đoàn cho nên bà mới thất cử thôi. Cái điều đó tôi gọi là công bằng, thực sự không công bằng. Nói về quy tắc về tự do là rõ ràng là không công bằng.
không bao giờ mà nghĩ được. Nhưng mà cái luật cái mà luật chịu cái ta, luật là phải chịu, cái luật là phải chịu thôi. Cái luật phải chịu. Thì với không giống như Việt Nam thì cái luật bầu cử Việt Nam cũng không khác gì Mỹ cả, rất ư được tự do. Tao cũng nói một lời, đáng lẽ tao không có lên, tao làm biếng lên, tao nghe tên này tự nhiên tao làm biếng, tự nhiên tao muốn ngủ khỏi có công cãi, nhưng mà tao ghét lên cho bỏ ghét thôi, không đáng để mình lên. Ok rồi, rồi thôi, rõ ràng Việt Nam mình y chang vậy, không khác gì hết. Ngủ ngủ nữa đi bác, ngủ xong rồi để tao phone nghe nha bác. Tao nghe hồi tao ghét. Bữa nay bác cầm không có ủ. Này bác cầm không có ủ. Rồi, còn người nào lên nữa không? Không thì mời lại anh Chai Xanh. Còn người nào lên thì Duy mời thêm một người nữa. Còn không thì Duy quay lại anh Duy mời anh Chai Xanh nha. Phải cho anh Chai Xanh giải bài chứ. Rồi mấy bạn không ai ok hết thì anh mời lại Chai Xanh. Nhớ là yếu sinh lý nha anh. Không nghe anh ơi, không nghe, alo, không nghe. Gì rồi? Thì kể chú Bình Phương cùng Mỹ thì cùng Mỹ, mình cứ nói tôi nghe, mình cứ nghe, nghe tới nghe lui coi hồi sao, coi có lý không? Anh chơi xanh anh bị gì không có tiếng anh nha, anh lại đi anh. Này ai yếu sinh lý cứ lên lẹ nha. Cái vụ này cũng xưa rồi nhưng mà cứ tranh cãi được nè. Rồi anh sang tay yếu sinh lý nào à, một mùa luồng gió mới. Ờ, phê ông Mỹ Đông Đông nè. Chào Duy, chào mọi người. Góc máy quyền thuộc. Chà, nghe được không Duy? Em im thì nghe được. Anh cứ đàm đi, cứ đàm đi. Ok, anh cứ đàm đi, em đi. Ngắn gọn thôi. Mấy cái người ở dưới diễn đàn á nói là Jason hay là ai nó nói không có logic. Mấy ông nội bà nội, cái lực của Mỹ là như vậy, cái đại cử tri đoàn là cái quyết định cái bầu cử, và đại cử tri đoàn dựa theo cái từng cái tiểu bang và dựa theo dân số nha. Cái lực của người ta là như vậy, đừng có nói là Jason hay là sân Tây không có hiểu logic, con mẹ gì hết trơn chơi, tỉnh lại hết đi. Cái lực hiểu chưa, lực là như vậy, đừng có cãi, đừng có nói người ta không hiểu hay gì. Còn cái chuyện Việt Nam á, là như thế nào á, thì ở đây mình không có nói. Còn Jason thắc mắc gì là cái đó là chuyện của Jason. Như anh Sơn Tây chỉ nói một cái điều vậy thôi, cái luật của người ta là như vậy. Ok, đừng có nói là bất công. Tại sao nhiều người dân bầu mà bà Hillary không có thắng? Tại vì cái luật nó đã nói là cử tri đoàn quyết định ai là tổng thống, hiểu chưa? Đừng có cãi nữa, đừng có ý kiến ý cò gì hết, ra phường nói chuyện. Rồi xong. Con lại mình kìa, vô chơi không anh? 5 phút anh ơi, mỗi người 5 phút kìa, lại mình chơi không? Đang đam vụ bầu cử. Ông không, anh thấy nó đúng chứ bộ? Nó đó là luật đúng. Anh Sơn Tây nó đúng một, đó là luật. Ngắn gọn. Ủa đam lên Sơn Tây chuẩn nè anh Sơn Tây. Đam này là bao hay luôn á. Đó là luật. Rồi thế là mình, anh là mình đúng là luật luôn nè. Anh Jason chuẩn bị bài nha. Hello Duy, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn.
Luật gì? Đang vui nè. Luật gì anh sân bay? Anh nói cho tôi nghe luật gì? Luật gì kỳ vậy? Luật bầu cử. Luật bầu cử gì kỳ vậy? Anh nói dân chủ. Dân chủ là anh hiểu dân chủ là gì không? Dân chủ là majority vs versus minority. Thì có nghĩa là dân cái mạng của anh nó bị ấy. Nghe cũng được mà nó sọt sọt thôi chứ nghe được. Cái dân dân chủ, anh đã nói dân chủ thì đa số phải thắng thiểu số, mà bây giờ anh lại nói đảng bầu. Chịu luật luật gì kỳ vậy? Đó, anh lên đây anh kêu gào, anh bảo rằng là giờ dân chủ của Mỹ, mà trong khi đó dân bầu lá phiếu lúc nào cũng cao, anh dân bầu mà không được mà cứ mày phải dùng luật, như vậy thì đâu còn là dân chủ đó. Như vậy cái tính dân chủ nó đâu còn nhân văn nữa đâu anh sang tay. Như vậy cái tính mà anh lên, tôi mới vào thì chỉ nghe thoáng qua anh thôi, tôi biết anh nói cái gì rồi anh sang tay thiệt á. Tôi chỉ mới bước vào tôi chỉ nghe thoáng mấy câu theo bà Hillary không thắng cử gì đó, là bà Hillary không được bầu bởi vì đảng nó bầu, là đó là luật, là không cãi gì hết. Có cãi thì ra phường cãi, phường nào mà chứng nhận cho anh hả anh trang tay. Tôi hỏi anh phường nào, anh lên đây anh kêu gào là dân chủ Mỹ thế này thế nọ, nhưng mà anh không có hiểu cái cách dân chủ của người ta. Anh hô hào một cách rất là mù quáng, anh nói bằng cảm tính không à. Anh chân tay thấy không? Bây giờ anh 5 phút, tôi 5 phút nha. Nói bây giờ tôi cho anh 5 phút, tôi 3 phút thôi. Tôi sẽ nói rất nhanh và rất lẹ. Rồi. Ra anh chân tay. Dạ rồi. Anh nói dạ. Là con lại mình vô là với anh chân tay là vui nè. Rồi giờ tới chú nè. Tới chú Bình Phương yếu sinh lý nữa nè. Mời ngồi chắc tới mười mấy người luôn á. Rồi chào chú. Ơi chào Duy, chào tất cả các bạn trên diễn đàn. Mình cũng ngắn gọn thôi, yếu sinh lý. Tức là ông sân tay ông nói vậy rất là đúng. Bởi vì cái luật của Mỹ người ta quy định vậy thì cái đó là luật, không cãi nữa. Như vậy thì ở Việt Nam người ta cũng quy định cái cách bầu chủ tịch của người ta là như vậy, đó là luật, không cãi nữa. Rồi ok, cho tôi xuống. Dạ. Cái này là quá yếu sinh lý luôn. Ủa kiểu mi nào cho ta? Không biết kiểu mi nào nữa. Rồi tới anh Sơn Tây lại nè. Anh Jason không có camera nha anh. Anh chào chị Thảo Vy Nguyễn. Anh Jason không có camera rồi. Ok, anh đều ta nghe rồi. Chào mọi người, nghe ok không Duy? Rồi chào anh, okay. chào anh. Nói nghe nè, lâu nay mình không có muốn thẳng tay với Lợi Minh nha. Lợi Minh ăn nói rất là lót cá nha, mình cảnh cáo Lợi Minh rồi. Còn mà nếu mà dở cái trò đó nữa là ok, là mình không thuộc về nhau nha. Ok, ai mà nói đảng bầu hồi nào Duy nè, Duy cứ đam vui đi anh, không tay đâu sao đâu. Không được, Lợi Minh này nhiều lần lắm rồi, mình phải cảnh cáo mới được, ok. Chứ không có ăn nói kiểu đó được, lên cái kiểu cái mặt nhìn là lót cá rồi, ok. Mình là người lịch sự với nhau, mình không thể đừng có những cái thái độ đó, ok. Rồi cái thân của mình đó là ở bên Việt Nam người ta đang xử mình như thế nào mày tự biết rồi, ok. Đừng có đợi mình phải đem ra nói ở đây nha. Gì rồi hồi nãy anh lên anh cái nói cái gì đảng ở đâu bầu, anh nói rõ ràng là cử tri đoàn bầu, ok. Rồi tự nhiên cái lên nói là không có dân chủ, bây giờ Lợi Minh cảm thấy không dân chủ điệp mẹ cái thượng nghị sĩ của Lợi Minh đâu, viết thơ lên cử nó đi, nói đủ người ta không thích cái luật bầu cử này, bố láo của mày của Mỹ này. Nói chuyện nói là chỉ biết lên là nhục, là sỉ nhục người ta, mà cái gì miệt thị người ta không à. Lên là cái giọng điệu rất là láo cá thiệt luôn á, ok. Giờ thì anh Bình Phương nói đúng, lực hồi nãy còn cái người trong, có một người trong này nói sân tay nãy giờ thắc mắc gì cái vụ gì của ông Trọng nè, ông Trọng hay là ai làm chủ tịch bên Việt Nam mình không quan tâm, ok. Mình chỉ quan tâm là bác Trump của mình thôi à, hiểu chưa? Còn đừng có ngồi đó bong bom. Còn cái vụ mà nãy giờ mà thắc mắc về cái vấn đề bắt trọng á thì dây xanh thôi, sân tay không care, I don't care, I'm finished. Rồi 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 xong rồi, có gì nó xin lên nãy giờ rồi Nguyễn Đăng Khoa đúng không? Ok, yếu sinh lý nha em, đang vui chết mẹ. Ủa sao bị gì mà không được Khoa ơi? À, bữa nay bên phe Mỹ mạnh quá. Khoa bị gì rồi anh mời không được nè.
Thôi giờ mời anh sẽ... em coi được camera của em nha. Anh mời anh Jason. Nhanh Jason, ngắn 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 thôi nha. Ngắn ngắn thôi. Hello, nghe nghe không? Nghe nghe nghe. Ok ok. Bây giờ anh nói cái cử tri đoàn lại cho mấy người đã nghe nha. Cái cử tri đoàn giống như tiểu bang của anh nè, có 7 triệu người. Cái 7 triệu người mà được 12 lá phiếu cử tri đoàn. Rồi. Em hiểu không? Hiểu. Cali á nó 39 gần 40 triệu. Nó 50 luôn hay gì á? Phải không? Hả? Nó được 50 cử tri. Đó. Đó là nó có 50 triệu cử tri đoàn. Ừ. Thấy không? Cho nên á khi nói cử tri đoàn á cũng phải người dân phải bầu. Trong cái tiểu bang đó mà thắng á thì mới được 50 mới được đại diện 50 cái cử tri đoàn. Hiểu không? Ừ. Chứ ở đây không có nói là tự nhiên cái 50 cái đại biểu cử tri đoàn ra nói ok tao đứng ra tao bầu cho Cộng hòa. Không. Dân bầu điếm lá phiếu, ví dụ bên Cộng hòa mà nó thắng á thì 50 cái đại biểu nó ra ok bây giờ tiểu bang của Cali nè được 50 đại ý được 50 lá phiếu cử tri đoàn. Ừ. Thì cái 50 cái đại biểu nó ra là nó nói là ok bây giờ Cộng hòa thắng. Hiểu không? Là người ta ra tao nói ok thắng. Chưa chắc, chưa chắc nha. Trong ví dụ như anh nói là bên Cali, bên Cộng hòa nó thắng bên Cali thì 50 thằng đại cử tri đó nó sẽ bầu cho Cộng hòa hết cũng là chưa chắc đó. Có những thằng nó có quyền nó phản, nó bầu cho dân chủ chứ. No, nhưng mà phải theo dân hết. Dân bầu đông lá phiếu nhiều nhất thì mấy tụi đó nó phải theo. Hiểu không? Đó. Cho nên lý do như vậy có cái anh thấy không? Nhiều khi Cali tới 40 triệu. Nếu mà tính ra cái tử bang 7 triệu mà 12 rồi. Em hiểu không? Ừ. Có 7 tiểu bang anh mà có 7 triệu người thôi mà đã 12 cử tri đoàn rồi. Nếu mà nếu nói như vậy á là 28 triệu. À lại coi. À 28 triệu là tới 40 mấy cái cử tri rồi, em thấy chưa? Ừ. Cho nên cái lực nó công bằng. Chứ không phải là tại sao cái Cali dân nó có 40 triệu mà nó có 50 đúng ra nó phải hơn 50 nữa mới đúng, phải không? Đúng rồi. Đó. Đó, cho nên nó công bằng, cái lực đưa ra là vậy. Tiểu bang Cali 50 là 50. Ừ. Không cần biết là mày bao nhiêu triệu người. Ừ. Mày 100 triệu hay là mày 200 triệu mày cũng vẫn 50 thôi. Ừ. Thấy không? Rồi. Cho nên cái lực đưa ra là rất là công bằng. Còn mấy người kia không có hiểu nói mấy cái người mà cử tri đoàn đó lên mà bầu cho Cộng hòa rồi Cộng hòa thắng đó, hay là dân chủ thắng, không phải, do người dân bầu hết. Đó, nếu mà dân chủ thắng thì 50 cái cử tri đoàn đó là đại diện cho 50 là lá phiếu của bên cử tri đoàn Cali. Đó, cho nên giờ Duy thấy công bằng chưa? Rất là công bằng. Tại sao tiểu bang của anh có 7 triệu mà tới 12 lá phiếu cử tri đoàn? Sí. Đó, cho nên là rất là công bằng, chứ đừng nói là không công bằng ở đây. Nó anh mong mọi người phải sẽ hiểu, phải hiểu như vậy. Còn bây giờ anh nói thêm hai câu nữa nè. Dạ rồi. Ông Cầm á, ông qua Mỹ, tôi qua Mỹ từ nhỏ, từ học high school tới bây giờ. Tôi biết cái bầu cử của Mỹ như thế nào. Còn Lệ Minh á, tôi không biết ông qua hồi nào, ok? Ông có cái gì, những cái gì ông nói sự thật đi. Ông đừng có bưng bô bỡ đích, ok? Đó, rồi ông Cầm cũng vậy nữa, đừng ông chưa chắc gì mà ông biết bằng tôi đâu. Tôi qua từ hồi nhỏ lớn, ok? Dạ. Tôi biết cái lịch sử của Mỹ lần sau đó, tôi nói vậy đó. Dạ rồi. Rồi xong rồi. Dạ rồi, dạ. Không, hôm nay này là phe Mỹ mạnh lắm, không phải giỡn thôi cho bạn ơi. Rồi. Tiếp ai đây? Thì ai lên thì ok. Ai lên comment ok chứ. Rồi tên Lại Minh nè. Ai comment 159 người coi không? Xe đó các bạn. Xe đúng trường. Hello Duy Nguyễn, chào anh chị em các bạn. Hai cái ông mà ông mà Tây Sơn với lại Sơn Tây với lại cái ông Jason Bùi nói xài bét ở trên. Mấy ông nói dân chủ, dân bầu vậy tại sao? Vậy tại sao ông Al Gore ông phải thưa ông bước ra ngoài tòa hả? Dân bầu chỗ nào? Hả? Tại sao nó lại có cử tri đoàn và nó có phiếu popular phiếu với lại electoral phiếu, tức là cử tri đoàn và phiếu phổ thông. Mấy ông nói mấy ông dân bầu chỗ nào? Dân không có bao giờ mà bầu tổng thống hết. Nó cái chuyện đó là người ta thưa kiện, người ta mà đòi đổi cái đó, nhưng mà thằng Mỹ nó không có chịu, cái quốc hội của nó không có chịu, cái đảng của nó, cử tri đoàn là ai, là đảng. Mấy ông nói mà không có căn cứ gì mà nói học high school kỳ á. Mấy ông nói toàn là nói học high school mà nói trên mây trên trời không à.
Còn có sao nói vậy anh Sơn Tây ơi, lấu cá gì đâu lấu cá. Tự nhiên anh lên rồi anh nổ tùm lum hết. Mấy cái gì mà luật pháp dân chủ Mỹ, mấy ông lên mấy ông nói theo cảm tính đâu mà. Còn lên này phe học high school nữa. Hoàng ơi, cử tri đoàn lại còn lấp liếm nữa. Cử tri đoàn là đảng, nó thuộc về đảng. Cử tri đoàn nó thuộc về đảng, hiển nhiên là đảng cử. Nhưng mà dân bầu thì dân chỉ bầu cho có vậy thôi. Nếu mà dân mà bầu á, nói nếu mà nói như kiểu mấy ông mà dân bầu á, là vừa rồi bà Hillary thắng cử đó. Nếu mà nói mà dân bầu là ông Al Gore cũng thắng cử rồi, ông đâu có phải thưa đâu, ngoài tối cao pháp viện đâu. Cái nói mà ông phải đưa ra tối cao pháp viện nói là không được. Rồi bên ông Bush con á, ông thắng cử tri đoàn. Thì mấy ông nói toàn là dựa trên cảm tính đâu mà lại bảo là lên rồi bảo cái này bưng bô, bưng bích, bưng tùm lum, bưng cái gì. Tôi bưng đổ lên đầu mấy ông à. Bưng tùm bậy rồi bà nói không có cái gì hết vậy mà còn phe học high school, học kỳ cục vậy. Mấy ông nói toàn là, tôi nói mấy ông nói cái dân chủ của Mỹ mà không biết chứ. Thằng Mỹ nó kiềm hãm, nó kiềm chế vậy. Nếu mà nó mà kiểu mà dân chủ nó thật sự đó, là mấy thằng Mỹ đen, mấy thằng Mỹ trắng đó, nó bị cái dân mà tập thiểu số nó quay qua, nó đập tan nát rồi. Tại vì thằng Mỹ trắng nó khôn lắm. Nếu mà nó để mà cái bầu theo những cái lá phiếu như vậy á, là cái thằng bọn thằng da trắng nó bị lép dế. Cho nên cái nước da này của nó mà nó phải điều khiển chứ. Nó đâu có để cho cái dân tộc thiểu số lên nắm quyền nó hết đâu. Nó cho ông Obama lên làm tổng thống, nó cũng phải cho ông Biden lên làm phó tổng thống để kiềm chế chứ, nó đâu ngu. Mấy ông cái chiến lược của thằng Mỹ trắng, cái quốc gia này của nó, mấy ông đừng có lên đây mấy ông xạo xạo, mấy ông đội Mỹ trên đầu. Thằng Mỹ nó có cần mấy ông đội trên đầu đâu, nó khôn lắm chứ, nó có ngu đâu. Tôi nói ở bên Mỹ mấy ông đi hỏi Mỹ trắng coi cái majority của thằng Mỹ ở đâu. Hiện nay cũng là cái đại đa số cũng là Mỹ trắng thôi, nó vẫn là number one thôi. Tôi nói cho mấy ông biết. Rồi xin trả microphone mọi người kế tiếp, có người ok nhiều. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh. Dạ. Anh Lại Minh cũng gắt rồi đó. Khoa không có camera nha. Chú Bình Phương comment thử cho chú camera không, chú Bình Phương. Em mất tiêu camera rồi Khoa. Rồi anh tới anh cư xá yếu sinh lý, nãy giờ anh mới vô. Alo chị, khỏe không chị? Dạ chào anh, em khỏe anh. Ok, anh một phút rất là yếu sinh lý. Một phút, rồi một phút. Anh nghĩ cái lý do là mình ưa bàn về vấn đề bầu cử này là anh nghĩ chắc là tại vì mấy người ở bên Mỹ muốn so sánh cái chế độ chính trị hay là chế độ điều hành chính trị của Việt Nam với lại Mỹ, xong rồi thể hiện là Mỹ nó công bằng hay gì. Thì anh này, ý kiến của anh như thế này. Đấy, mỗi nước nó có cái thể chế chính quyền khác nhau, cho nên mình đừng so sánh. Anh không có complain về nước Mỹ và cũng không complain về nước Việt Nam. Thì bữa anh có nói qua bên nhà của Lưu Ly ấy, thì em thấy chính anh Sơn Tây cũng có nói là tại sao bầu cử mà có một người, có nghĩa là anh cũng quan tâm đúng không? Chứ hôm nay thì anh lại nói khác, anh nói anh chỉ quan tâm đến bắt Trump. Thật ra anh mấy anh là luôn luôn quan tâm đến Việt Nam á. Tôi đây tôi không quan tâm đến Việt Nam, tại vì tôi tin tưởng vào cái chế độ bầu cử, là chế độ nói chung là cái thể chế chính sách của nhà nước Việt Nam. Tôi tin tưởng vào cái thể chế đó, tôi không cần quan tâm. Nhưng mà nếu mấy anh quan tâm thì mình nói như thế này, là bữa có nói rồi, nói cái này là tại vì chủ tịch Trần Đại Quang qua đời đúng không? Đúng không Duy? Dạ đúng. Cho nên cái này đúng, là đúng. Mình đang tìm người để thay đổi, chứ mình phải bầu. Nhưng mà anh nhìn vào cái này, nhận xét cá nhân của anh thì thấy Việt Nam hay. Việt Nam hay. Hay ở chỗ là chỉ có thay đổi, thay thế tổng thống thôi mà cũng phải qua nhiều giai đoạn. Mà quốc hội phải cử người ra, xong rồi phải bầu này kia, phải tìm người, phải thuận lòng dân, bắt đầu mới được lên làm tổng thống. Còn Mỹ á, Mỹ này là anh thấy như thế này, nếu mà nó có lập luôn, tổng thống mà chết cái thằng kia lên, thằng phó lên, không có ý kiến ý còi hết, thì để anh hỏi Duy cái nào hay hơn? Rõ ràng Việt Nam hay hơn. Nếu mà xét điểm này thì Việt Nam hay hơn. Thì tại vì cái người kế tiếp cũng phải bị lựa lọc, còn tổng thống Mỹ mà chết không có lựa lọc. Mà em biết phần lớn
Mỹ có tổng thống, có lại phó tổng thống, và cái thằng phó tổng thống thường thường là rất là già, rất là già. Người ta đúng rồi, không làm ăn gì người ta bầu là ta bầu tổng thống thôi, còn thằng phó tổng thống tại đi đi kèm thôi. Để anh chứng minh trong lịch sử nước Mỹ ấy, có những trường hợp nó không tốt xảy ra. Thí dụ như ông Kennedy bị ám sát chết, em nhớ không? Nhớ. Yeah. Xong rồi cái ông Johnson lên đúng không? Ông Johnson lên đâu có bầu biết mẹ gì, cứ việc lên thôi. Ông Johnson lên á là ông không có cái đường lối chính chắn trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Và ông, yeah, ông là người gọi là làm cho cuộc chiến tranh Việt Nam xa lầy và tan nát hết trơn. Giả tỷ ông Kennedy ấy, mà không chết, không bị ám sát á, thì cái cuộc diện của Việt Nam có thể nó đi qua một ngõ khác. Tại vì ông, dạ, ông Kennedy á, ông đã có ý định, ông tính rút lui rồi. Ông thấy cái sự liên gọi là gì ta, cái cuộc can thiệp về Việt Nam á, nó không có hay lắm. Ông đang có ý định là ông back out, có nghĩa là ông rút lui rồi. Nhưng mà rất tiếc ông bị ám sát chết. Cho nên nó đã, cho nên lịch sử đã xảy ra như là như thế. Thì ý anh nói là anh chỉ có nói một cái điểm rất là đơn giản là cái thay thế tổng thống của Mỹ ấy, nếu mà ngồi mà so sánh chơi cho vui thấy Việt Nam hay hơn. Dạ, đúng, mấy người này đồng ý hay không, không đối với chuyện của họ. Thêm một điểm thứ hai muốn nói, mỗi nước có một thể chế chính trị điều hành khác nhau. Các bạn đừng có xía vào, nhưng mà các bạn chửi những người Việt Nam xía qua xía lại thì anh nghĩ cái lý do người Việt Nam họ xía vào tại với anh cứ xía vào, cho nên người Việt Nam người ta xía trở lại. Chứ còn nếu mà hai bên đều tôn trọng nhau thì thể chế của Việt Nam nó như thế nào cứ để cho người ta như thế đi. Các anh biết cái gì đâu mà các anh cứ nhà xía cái miệng vào. Ok, anh yếu sinh lý vậy thôi ha. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Chào mọi người. Khoa lên không được ta. Anh mời em quá trời luôn á Khoa. Nhưng mà nó báo là không kết nối được với em. Bây giờ anh phải mời người khác. Em coi bữa nay em có bị gì không nha, đi xả xui chưa? Rồi chú hỏi gì chú? Ừ, chú chỉ hỏi cái ông mấy ông ở Mỹ á, cái này chú không biết, chú hỏi thiệt. Chứ không có gây gắt gì nhé. Cái này ở Việt Nam ấy, tôi biết là thí dụ như đưa ông Nguyễn Phú Trọng mình qua đó mà không quốc hội không tín nhiệm thì nó vẫn có thể xảy ra cái trường hợp đó. Thì lúc đó đó là đảng phải về phải bầu một cái ông khác. Dạ rồi. Đồng về cái đó là luật của Việt Nam. Nhưng mà tôi hôm trước tôi có đọc một cái bài báo là nó phân tích là nó đang lo lắng là bởi vì sau khi bà Bill Clinton bị thất cử như vậy á, thì người ta đang lo là mấy cái ông mà đại cử tri đoàn đó đó, có lúc mà lên mà bỏ phiếu á, có những cái ông phản lại theo cái bầu của cái địa phương đó, thí dụ được 50 đại cử tri đoàn, nhưng mà cái anh ông ra mấy ông đó lên á thì ông lúc đó ông phản, thì lúc đó thì nước Mỹ nó có cái trường hợp nào xảy ra như vậy không, mà nếu xảy ra thì họ xử lý làm sao? Cái này tôi không biết, tôi hỏi thiệt nha, mà ông nào biết thì giải thích được. Rồi, con trả lời cho con có đọc báo giống chú rồi đó à. Nó phản luôn nhưng mà khi nó phản thì nó bầu trai thì vẫn chấp nhận lá phiếu của nó thôi. Ồ, thứ như vậy thì nó có quy hệt Việt Nam chứ khác gì, thì con có nói khác đâu, nhưng mà cái đó là con đọc báo à. Thì chú còn bây giờ để cho mấy chú có đọc một lần rồi, chú cũng đọc báo, nhưng mà chú không biết có phải sự thật như vậy không, hay là mấy cái ông viết báo nhiều khi ông nắm còn không vững vấn đề. Báo bây giờ nó báo bây giờ nó cũng ba trận lắm Duy ơi. Dạ dạ. Thành ra để cho mấy ông Mỹ mấy ông trả lời xem. Cái này nhân cơ hội chú hỏi thêm câu này nữa nè. Cái này câu phụ thôi. Nếu như ông Sơn Tây á, hôm trước tôi có nhắn coi là ông có biết cái này không. Tức là cái ông phó, ông cái ông gì, cái ông gì mà đi cái gì Sanders vậy đó, thì ông ứng cử á, thì ông rất là ca ngợi cái chủ nghĩa xã hội, mà chủ nghĩa xã hội của Bắc Âu á nha, chứ không phải chủ nghĩa xã hội theo đường lối Mác Lênin. Dạ rồi. Đó. Rồi ông Obama, rồi ông Clinton, rồi ông vợ ổng, tất cả đều rất là ca ngợi cái mô hình của chủ nghĩa xã hội ở Bắc Âu. Đó. Thì cái đó không biết các ông có biết cái đó không? Rồi hết. Dạ rồi dạ. Mà đấu trường đang vui bạn, yếu sinh lý lẻ lẻ nha, cho người ta lên nữa nha.
anh Sơn Tây mất camera rồi, anh Jason cũng mất camera luôn rồi. Alo anh. Alo, nghe này nghe nè. Em thì em ở Mỹ, em qua Mỹ cũng được 7-8 năm mà, thì em có một cái nhận định như thế này. Tại vì Mỹ cái luật pháp nó rất là phức tạp. Thiệt sự mà nếu mà anh không phải là người đi học về luật pháp, mà anh không phải là một người anh chuyên về làm bầu cử, anh không phải là một người chính trị gia, thì anh không có thể nào mà anh hiểu về cái luật bầu cử của Mỹ 100%. Nên có nhiều người nói như thế này, rồi nhiều người nói như thế kia, rồi người này nói người kia sai, rồi người kia nói người nọ sai, thì em không quan tâm, thì em không có khe cái chuyện đó lắm. Nhưng mà để nói về vấn đề dân chủ á, ở bên Mỹ á, thì là em thấy mấy người bên Việt Nam bên này nè, người ta đòi dân chủ cho Việt Nam, nhưng mà trong khi đó bản thân họ lại không tôn trọng cái quyền dân chủ của người khác. Đúng, đúng, đúng. Ví dụ như là ví dụ như là vụ của ông Hùng Cửu Long. Ông qua bên này, ông xuống Santa nè, ông không có làm gì, ông không có chửi bới, ông không có lăng mạ ai. Ông chỉ muốn là tìm cái cách giải quyết để cho những người Việt Nam Cộng Hòa, hay là những người với lại chính phủ có thể tìm ra một cách, cái hướng giải quyết gì đó để cho hai bên có thể đi cùng chung một con đường. Nhưng mà người ta qua bên này, người ta lăng mạ ổng, người ta nhỏ nước bọt vào ổng, người ta tạt nước ổng, rồi có nhiều người nói get out of of here or something like that. Thì em thấy cái đó là thể hiện lên cái sự là không tôn trọng dân chủ của người khác. Thì cái lý do gì mà những người ở bên này lại đòi quyền dân chủ cho Việt Nam, trong khi là không tôn trọng cái quyền tự do dân chủ của người khác? Mà trong khi đó, nếu mà anh công khai anh ủng hộ chính phủ Việt Nam, thì những người ở bên này lại tẩy chay. Tại vì người ta đề cao cái sự dân chủ, thì người ta phải tôn trọng cái quyền dân chủ của người khác trước, khi người ta đòi quyền dân chủ cho một ai đó. Đúng, đúng. Anh hiểu em nói gì không? Hay á. Đó là cái hiểu thứ nhất. Hiểu hay á. Cái thứ hai á. Lại. Là cái chuyện của mẹ nấm. Em nói thiệt với anh, bên này á, tại vì những ràng buộc về mặt pháp lý, nên nhiều người, bản thân là anh em ruột, bản thân là người thân ở trong gia đình luôn, không có giúp đỡ gì cho những người anh em ruột hết, là người ta vẫn phải tự vận động, vẫn phải tự cố gắng. Nhưng mà em thấy mẹ nấm là một người dân, mẹ nấm đâu đâu ở bên Việt Nam, đâu đâu tự nhiên trồi lên, xong rồi qua bên này rồi thì cả hàng tá người chạy ra sân bay đón hô hào. Em thấy nó rất là xàm. Trong khi đó người thân của những người đó lại ở nhà, lại phải đi làm neo, phải này nọ, phải khổ sở này nọ, nhờ những người đó giúp đỡ, nhưng mà những người đó không hề giúp. Cái đó là cái chuyện mà em đã chứng kiến nhiều rồi. Thì đó, thì em chỉ nêu ra hai vấn đề đó thôi, là em chỉ muốn nói á, là ở bên Mỹ á, thiệt sự nó có dân chủ, nhưng mà em thấy những người Việt ở bên này không có tôn trọng cái quyền dân chủ của người khác, thì đừng nên đúng, đòi đúng. Hỏi cái sự dân chủ ở bên Việt Nam cho cái người dân Việt Nam làm gì. Ừ. Rồi vậy thôi. Hay á, ngồi dưới luyện công nữa, có gì hay lên nữa nha. Dạ ok, ba đó. Rồi cho anh chơi xe lên lại đi. Đã dẫn mất camera rồi. Đó. Oh, ok. Rồi vô anh. Xin chào Duy nha, chào diễn đàn nha. Bây giờ mới trả lời hồi nãy cái vụ mà bầu cử hồi nãy á, là như vậy. Hồi nãy là anh nói là cử đi đoàn là dân cái này là leo vô người dân bầu vô mấy cái ông mà cử đi đoàn đó, người ta mới đại diện ra, không bao giờ bỏ chạy được, em hiểu nói không? Đó. Còn cái thứ hai nữa đó là bên Việt Nam á, thí dụ giờ trong Quốc hội đi chỉ có 500 người đại biểu thôi, là có thể là người ta chia phe cánh được, em hiểu không? Còn mà nếu bầu cử theo kiểu Mỹ á, không bao giờ có phe cánh được, đúng không? Mà bên đây á, thường thường á, nó đại diện ra mười mấy ông bên Cộng hòa, mười mấy ông bên Dân chủ mới bầu ra được hai người. Mà bên Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng có một mình ổng à, rồi tự ổng đánh trống, tự ổng thổi kèn luôn, thấy không? Rồi tự ổng cho ổng đậu luôn, giờ sao không cho 5-6 người ra ứng cử đi, nó
rõ chứ Việt Nam nó có nhiều cái, có nhiều cái nó sơ hở lắm. 500 đại biểu trong Quốc hội có thể là người ta phe cánh với nhau, hiểu không? Có nhầm cái bây giờ ví dụ giờ nói về bầu cái chủ tịch nước đi, đại diện ra 5 ông đi, có thể là cái người ông đó, trong đó bị là giỏi nhất luôn á, nhưng mà ổng không biết sao mà ổng lôi phe được đó, là bầu được nhiều lá phiếu cho ổng đó. Cái phôi của anh là như vậy, cho nên kênh Việt Nam bầu cử không có công bằng bằng ở Mỹ. Ở Mỹ là do từ lá phiếu từ người dân hết bầu vô trong tiểu bang đó, là 50 cái người đại cử tri đoàn á, là phải đứng ra phải đại diện, đã dân đã bầu đã thắng rồi là không bao giờ bỏ chạy được đó. Thì anh nói, anh nói cái phôi anh như vậy đó, anh nói về Việt Nam. Dạ, rồi Việt Nam á, thì bầu giống 50 đại biểu thôi, người ta có thể kéo phe cánh với nhau được. Mà thứ nhất ông Nguyễn Phú Trọng á, ổng có một mình ổng à, ra tự ổng đánh trống tự ổng phở kèn luôn, ổng đậu luôn rồi, cái đó công bằng à? Đó, ok, vậy anh có nhiêu đó. Dạ rồi à. Đó là cái point là cái quan điểm á, cái point là cái quan điểm nha các bạn. Tức là cái point của anh Sơn, cái anh Trai Xanh nó như vậy đó. Thì các bạn nào muốn đam không, hay là muốn phản biện là anh Trai Xanh không, cứ nhấn ok đi nha. Anh lên một phút yếu xìu rồi, anh mới lên rồi, vậy mời lại mình trước cho anh nha. Hello, chào Duy, anh chị em các bạn trong diễn đàn. Chế xin bùi nói toàn là cảm tính không, nói mà cứ cãi càng cái bảo là Mỹ dân chủ, đã nói rằng cái cử tri đoàn là đảng, mà đảng mình dân bầu đảng thì đảng bầu tổng thống chứ đâu phải là dân bầu đâu. Cái mà cái cãi càng bảo là bên Mỹ đó, những cái đảng phái của nó đó, nó làm việc vì quyền lợi nhóm lợi ích của nó chứ đâu phải vì dân đâu. Nhóm lợi ích của nó mới tạo ra công ăn việc làm cho dân cô đen đi làm, giống như chê sành gì đó, đi làm để đang kiếm đồng tiền, để đang kiếm ăn, cứ vậy thôi. Còn bên Việt Nam người ta là một quốc gia một đảng, người ta không có sự cạnh tranh trong đảng. Thì trong đảng, trong quốc hội, người ta đưa ra hợp tình hợp lý là ông Nguyễn Phú Trọng là một người hiện nay rất là xứng đáng và hợp lòng dân và được dân ủng hộ để đặng mà lãnh đạo, để đặng mà lái cái con thuyền vận mệnh đất nước đi. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông đâu có ra mà đó tự động ông lên đó, ông phong đó, ông phong ông là chủ tịch nước đâu, do quốc hội bầu. Mà quốc hội từ đâu ra? Quốc hội là những đại biểu ở đâu ra? Đại biểu là dân, cử tri là những người dân ở dưới địa phương người ta bầu lên. Thì nó, nếu mà nói ra về vấn đề mà đa đảng bên Mỹ nó làm gì những cái nhóm lợi ích của nó. Còn Việt Nam một đảng, người ta vì quyền lợi dân tộc quốc gia là trên hết. Hiện nay đảng Cộng sản Việt Nam làm gì vì lợi ích dân tộc, làm tất cả vì lợi ích dân tộc quốc gia hết. Tại vì người ta không có cạnh tranh, người ta đâu có nhóm tài phiệt giống bên Mỹ đâu. Bên Mỹ nó có nhóm tài phiệt, thấy nó đi campaign không? Campaign cho ai? Mua một cái vé vô gặp ông Bill Clinton hay là gặp ông Trump, 10.000 đô, 20.000 đô, 30.000 đô, chỉ vô gặp ổng thôi. Những cái tụi nào ủng hộ ông Trump toàn là dân tài phiệt không à. Cả gia đình con cái ổng tài phiệt. Toàn là cả cộng đồng thế giới, tụi Do Thái đồ nhảy vô, bọn tài phiệt nó vì quyền lợi nói với nhau. Còn dân cu đen đi bầu gì? Dân cu đen, ok, tụi bay ngồi nhà xa đập, cầm cái mồm tụi bay đi, tao cho tụi bay ăn nè. Tụi bay đói hả? Tao cắt thế miếng cho tụi bay ăn. Tao cắt xu, tao cắt cho tụi bay 3.000, một năm trời cho 3.000, mừng hí ha hí hửng. Ô, mừng hí ha hí hửng, khoái. Dân Mỹ nó chỉ có vậy thôi, thằng tài phiệt nó có tiền rất rất là nhiều, nó tư bản. Cho nên mà dân bà la lên cái, ôi tao cắt thế một cái cho mày ăn, rồi xong mày cười hí hái hởn, ra kia mua xe mua nhà mua cửa rồi ôm nợ ăn trước trả sau. Trong khi đó đất nước Việt Nam nó một đảng, người ta không có cạnh tranh trong đảng. Còn mấy thằng mà nó phản đảng bên Việt Nam là nó như vậy, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nó phản đảng á, nó tự động nó chuốc phế đảng của nó tự động nó khai trừ đảng của nó gọi là independent. Nó ra nó có một cái đảng nữa, nó gọi là đảng independent. Khi mà nó cảm thấy nó bức xúc về trong nội bộ đảng của nó bực mình, nó tức á, nó ra nó tách rời ra, nó gọi là nó không thuộc vào đảng nào hết. Nó có hiện nay nó có một cái nhóm và nó bỏ phiếu, nó thích ai là nó đồng ý. Mà nó cái quyền lợi quốc gia dân tộc hay là những cái gì mà lợi ích của tụi nhóm tụi nó đó là nó cứ bỏ phiếu thôi. Cái thằng bên Mỹ nó chút phế là như vậy. Hiện nay anh chị em các bạn nhìn bên Mỹ nó có một cái đảng ra nữa, nó không phải là cái đảng nữa, nó gọi là independent. Và cái đảng này nó không có lệ thuộc ai. Nhiều thằng cái chuyện nó phản đảng bên Mỹ nữa, nó gọi là tự anh chút phế đảng chứ không có ai tự anh khai trừ đảng.
Còn mà anh đi bầu cử bên Mỹ cũng vậy nữa, anh phải đăng ký đi bầu. Hiện nay đó, hơn 300 triệu dân Mỹ, theo thống kê đó, chỉ có khoảng 60% dân Mỹ là đi, người ta biết đi bầu thôi. Còn đâu phải là ai cũng đi bầu đâu, anh phải đăng ký, anh mới đi bầu. Anh phải có cái thẻ ID á, cái giấy chứng thông minh thư của đi bầu anh mới được đi bầu. Mấy ông đi bầu mà mấy ông còn không hiểu cái đất gì hết, mà mấy ông đòi đi bầu, mấy ông lên đây mấy ông bảo rằng là ở bên Mỹ dân chủ, cái dân chủ của Mỹ nó là quyền lợi của những cái tài phiệt thôi. Thì chia sẻ vậy thấy anh Tây Sơn Tây ok nhiều quá rồi. Dạ rồi, okay, okay. Rồi. Anh Sơn Tây ấn tay phone rồi phải không? Yếu sinh lý mấy bạn ơi. Khuya rồi, nhấp nhấp vài cái thôi ra anh nhiên. Hello, chào mọi người. Hôm nay chơi khô máu lại Minh luôn nè. Ok, giờ nãy giờ là muốn cái vụ này nè, cái vụ này á hổng gài là ghim lắm rồi đó. Ok, lúc nào cũng lên nói người ta nói theo cảm hứng. Để tôi nhớ lại coi hồi tháng 4 nha. Có một cái thằng nó lên đây nó hiên nó ngồi nó giải thích chính trị. Kinh tế nước Mỹ là nghèo lắm, nó không thấy nào quýnh Syria đâu. Rồi mới Sơn Tây nói quýnh đó nha. Hai ngày sau chuyện gì xảy ra? Cảm hứng ở đâu vậy? Nói người ta nói cảm hứng, mình cảm hứng mà mình chật. Cái anh nói thiệt gì luôn, cái kèo 1-0 này là lại mình suốt đời này luôn. Lại mình à, em không gỡ được cái kèo này đâu nha. Ngồi đó nói chuyện cảm hứng mà chuyên môn lên đây nói người ta cảm hứng. Thứ nhì nha, đó chưa hết tội đâu. Ở ngoài lăng Ba Đình á, Bác Hồ như vậy á, mà Lợi Minh đã nói những cái gì mà Lợi Minh đã từng nói rồi đó, đó cái đó là cảm hứng là cái gì vậy Lợi Minh? Hay không nha, gỡ đi Lợi Minh, I'm done, I'm out, finish. Xong rồi đó hả? Đó xong rồi cảm hứng rồi. Không, bây giờ tại vì á, cái này là bữa nay là quýnh cho chừa nè, chừa cái tật lên đây nói người ta nói theo cảm hứng, giờ lên gỡ đi. Cảm hứng đó, lên gỡ đi. Mà anh đang xong chưa? Rồi xong, finish. Lên chọt hai cú xuống lại được. Rồi anh nãy anh như có anh Cư Xá phải không? Rồi chú Bình Nguyễn Bình Phương cũng được, mà chú Xíu Sinh Lý nha. Lên cũng được, Yêu Sinh Lý nha. Vui thôi mà. Vui thôi. Nhưng mà từ nãy giờ tôi cũng không có nghe mấy ông bên Mỹ ông nào giải thích dùm cái chỗ cái cử tri đoàn mà nếu họ phản, họ không theo lệnh đó thì là... Hồi nãy anh Sơn Tây nói không đó anh. Ủa chú, hồi nãy anh Sơn Tây khẳng định là không bao giờ phản. Không bao giờ phản, có nghĩa rằng là thì Quốc hội Việt Nam cũng vậy đó. Tức là ý nó là khi người ta đó đã cử qua rồi thì họ cảm giác là họ tín nhiệm rồi thì thường cái trường hợp đó ít xảy ra lắm. Nhưng mà nó cũng có thể có những cái trường hợp mà đột biến cái luật mình ta nó phải căn cứ. Thì cái đó tôi muốn hỏi để biết thôi, tôi không biết tôi hỏi nha, cái đó là như thế. Còn bây giờ nha, một số các bạn ở dưới nói là các nước Bắc Âu không có chủ nghĩa xã hội, thì bây giờ tôi đề nghị các bạn đó về search Google nha. Search Google, các bạn nó phải hiểu sâu sắc một chút. Tức là cái thuật ngữ chủ nghĩa xã hội á là nó ra đời từ lúc nào? Và lúc đó khi cái chủ nghĩa xã hội nó chia làm hai phe, một cái phe theo trường phái Marx Lenin. Cho nên rồi bây giờ người ta ghét chủ nghĩa xã hội đến cái mức độ là người ta khi nói đến cái từ chủ nghĩa xã hội á, thì người ta lại cứ nghĩ là theo cái mô hình Marx Lenin ấy. Chứ họ không nghĩ rằng cái chủ nghĩa xã hội nó còn một cái mô hình khác nữa, đó chính là các nước Bắc Âu. Đấy, Thụy Dương đang ở cạnh bên cạnh nước Thụy Điển á, là chịu khó mà sợ Google lại xem. Tôi đề nghị các bạn sợ Google đi rồi hãy tranh luận nha. Cho nên khi mà ông Sanders ông lên ông vận động tranh cử, ông cũng ông ca ngợi cái chủ nghĩa xã hội của Đan Mạch, rồi ông ca ngợi cái chủ nghĩa nói chung là rồi Obama, rồi bà Clinton rất là ca ngợi cái mà họ học định đi học tập nha. Bởi vì cái gì trên đầu người của anh mẹ nó GDP đó thì là coi như là cao hơn cả Mỹ, cao hơn Mỹ rồi đó, là các cái phúc lợi xã hội của các cái nước đó cũng rất là cao và rất là hay. Đó, thì người ta nghiên cứu cái này thì nó mất thời gian các bạn, thì các bạn tự search Google là tự đọc đi. Rồi còn nếu như chúng ta đọc lắm hẹn một ngày nào đó chúng ta lên tranh luận. Chứ bây giờ là các bạn chưa đọc, các bạn cứ việc bác bỏ không mà không có xã hội chủ nghĩa, không có xã hội chủ nghĩa. Nhiều khi tôi nói chính Thùy Dương cũng còn chưa biết mình đang ở cái đất nước đó là cái những cái đất nước nó đi theo cái chủ nghĩa xã hội đấy. Chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa xã hội theo cái đa dân, chủ nghĩa xã hội dân chủ tức là đa đảng. Đó thì khi rồi kể cả ông Nguyễn Phú Trọng ông đã cử một cái ông là trưởng ban đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam qua để định tham khảo và học tập nữa cơ. Đó. Cho nên đó là chúng ta cứ nghĩ cái từ chủ nghĩa xã hội là chỉ dành cho những cái nước mà có Đảng Cộng sản lãnh đạo không thôi.
đó, thì mới là chủ nghĩa xã hội thì sai lầm rồi nha. Thành ra là cái thuật ngữ chủ nghĩa xã hội nó không dành riêng cho cái này, nhưng mà bởi vì cái ông giáo sư Jonathan London á, thì ông lên phát biểu, nghe ông nói ông Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc như vậy là không đúng. Anh phát biểu gì anh phải phân biệt ra là chống chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa xã hội nào, bởi vì nếu anh chống không khéo nó sẽ mất bất lòng các nước Bắc Âu. Chống chủ nghĩa xã hội theo trường phái Mác Lênin đó, thí dụ như Mác, trường phái Mác Lênin là như là Triều Tiên hay Việt Nam hay Trung Quốc gì đó thì đúng đó. Thì cái đó đó người ta đó là ông nói là ông phải phân biệt cái đó ra. Còn nếu nói chủ nghĩa xã hội chung chung thì người ta sẽ hiểu lầm qua các nước xã hội chủ nghĩa Bắc Âu. Bắc Âu nó theo rồi anh chế đó. anh Jason thì anh không đồng ý cái chỗ Bắc Âu là chủ nghĩa xã hội, mà anh Jason nói là Bắc Âu là tư bản. Thì đấy là bởi vì các ông cứ cãi như thế. Bây giờ thôi, giờ các anh cứ sợ Google xem nhá. Bây giờ thôi sợ Google ngay chỗ Thụy Điển đi đó, rồi họ Thụy Điển đó, tôi đã không muốn nói dài nhưng mà các bạn cứ như thế thì các bạn cứ sợ Google. Tôi nói Thụy Điển cũng đã bao nhiêu năm từ có lúc mà ra đời đi theo cái chủ nghĩa xã hội tới bây giờ đó, họ thử nghiệm các cái mô hình rất là nhiều. Có những năm á, có những cái năm họ thử nghiệm là cái phúc lợi cho sinh viên đó 1.000 đô một tháng nha. Thành ra tới khi sinh viên họ không muốn ra trường luôn, không muốn ra trường luôn, bởi vì được hưởng rất là ngon như thế là họ không muốn ra trường. Rồi là đánh thuế vào những cái người mà sản xuất, những cái nhà tư sản, nhà mà đầu tư á, đánh thuế rất cao riết rồi họ lại nản, họ không muốn đầu tư nữa. Từ cái chỗ đó cái năng suất xã hội nó lại xuống, thế là họ lại phải thay đổi. Nói chung là họ cũng tìm mày mò tìm những cái mô hình để được cái sự phát triển như ngày hôm nay. Nhưng mà cái sự phát triển của họ bây giờ chưa chắc gì Việt Nam bây giờ đi học gì chứ còn về áp dụng được đâu. Bởi vì nó còn, người ta còn nghiên cứu, các cái nhà chuyên gia người ta nghiên cứu nó ra là một cái đặc tính của cái dân Bắc Âu á, nhất là cái nước Thụy Điển á, họ có một cái văn hóa đặc biệt của dân tộc họ đó. Thành ra là nó kết hợp với cái mô hình của họ thì nó thành công. Thành ra thôi bây giờ cái này nó thuộc về lý luận. Nếu các bạn không tin rằng các nước đó theo chủ nghĩa xã hội mà một cái mô hình chủ nghĩa xã hội khác thì các bạn tự tra Google đi nha. Rồi các bạn khoan các người đó. Hôm nay các bạn cười tôi nhưng mà ngày mai nếu các bạn sợ Google rồi thì các bạn phải lên xin lỗi tôi đấy nha. Rồi, rồi anh Lại Minh nhìn cư xá có lên không? Tại vì hồi nãy anh Sơn Tây anh chỉ thẳng anh Lại Minh luôn. Rồi Lại Minh ok cho anh Lại Minh lên gỡ bàn đi. Xong rồi tới anh Sơn, xong rồi tới anh cư xá, xong rồi quay lại anh Sơn Tây hoặc anh Trai Xanh nha. Sao Lại Minh mang được ta? Anh Lại Minh camera bị gì rồi anh ơi? Anh Lại Minh bị hư camera rồi. Xong rồi tới anh Lại Minh nha. Hello chị. Dạ, chào anh. Chào Duy và mọi người. Cho anh nói cái một phút rất là yếu sinh lý. Dạ rồi, em thích anh. Bữa nay anh thấy nhiều vui á. Anh thấy đối đây là quan điểm cá nhân của anh, ok. Anh thấy ông mà anh có nói rồi, lần trước anh có nói trên diễn đàn người khác, anh nói ông Đặng Tiểu Bình nhé, ông nói là mèo trắng hay màu đen, mèo nào bắt chuột tốt thì xài. Được rồi, là ok. Cho nên chủ cộng sản hay là tư bản chả thành vấn đề. Cái quan trọng là đất nước mình có độc lập, có chủ quyền, và dân tộc mình có phát triển, con người mình có đầy đủ cơm ăn áo mặc. Mà bây giờ mình nhìn nó hiển hiện là trước mặt mình, nó con nít giờ nó mập ra, người lớn nó ăn mặc cũng đẹp, ăn uống cũng ngon là đủ rồi. Mình ngồi đây tranh cãi gì nữa. Cho nên về cái vấn đề đó là anh cứ lanh quanh so sánh tư bản rồi cộng sản mệt quá. Là anh thì anh thấy anh Lợi mình nói đúng. Ở Mỹ này nó có hai đảng thôi, thì nó có thêm một đảng nữa là đảng độc lập, independent. Nhưng mà anh thấy vì Mỹ có hai đảng thì anh thấy nước Mỹ bị giống như nó bị hơi suy yếu đi. Từ lúc mà ông Trump lên là cái đảng dân chủ nó không làm việc, tụi nó chỉ lo chống phá ông không. Bất cứ cái gì ông làm nó cũng phá. Bây giờ anh nói cái này có thể mọi người nhớ đừng ném đá anh nha, tại vì anh thật sự anh bỏ ông Trump. Nhưng mà không có nghĩa là anh đồng ý hết tất cả những gì ông làm.
anh thích ông Trump ở chỗ là ông không bị không bị ai chi phối ông, tại ông có tiền ở đâu ai chi phối ông được. Còn mấy thằng như là ông Obama lên là toàn là thật ra Obama đâu có theo chính sách gì của ông đâu, bị mấy cái thằng mà tài phiệt đó, nó đưa tiền vô dưới cầm bàn á, thành ra ông lên làm tổng thống là ông phục vụ cho cái nhu cầu của tụi nó thôi. Còn ông Trump không ai mà bắt ông phải làm gì được. Lại ông Trump ông cũng thật sự ông không phải là theo đảng Cộng Hòa đâu, ông chả có đảng nào hết, nhưng mà ông phải bám vào một cái đảng nào đó thì ông mới ra tranh cử để tranh cử, đúng không? Dạ, đúng rồi. Trên tụi Cộng Hòa nó cũng biết là ông chả phải là Cộng Hòa, trên nó muốn ông làm theo cái chính sách của nó nhưng mà ông lại không chịu làm, cho nên thành ra chính tụi Cộng Hòa nó cũng chống ông, cho nên ông bị chống tụt luôn hết. Mà nước Mỹ này hết bây giờ nó đang, anh thấy nó hơi bị loạn đó, có đa đảng như nước Mỹ đó. Anh thấy hiện giờ nó rất là nguy hiểm đó, đa đảng làm như nước Mỹ suy. Và nói về Việt Nam, mà mấy người bên này thì cứ mong đợi Việt Nam có đa đảng, thì anh là ý kiến cá nhân của anh, mà họ có đồng ý hay không là tùy, mỗi người có quyền tự do suy nghĩ. Anh là nói Việt Nam mình hoàn toàn không nên có đa đảng, ít nhất là trong thời gian này, tại vì khi nào cần có đa đảng thì tự động nó có một cái đảng mới. Còn đa đảng đảng nào, đừng có nói tôi là mấy đảng của ông gì á Đào Thuộc Quần về Việt Nam nha, tại vì cái đảng Cộng sản á trong gần một thế kỷ họ đã chứng minh cho nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam lại toàn thế giới thấy là họ làm biết bao nhiêu thứ, không có một cái đảng nào mà có tư cách để mà đứng ngang hàng với đảng Cộng sản để mà đòi làm cái đa đảng. Anh bộ anh tự nhiên anh ở đâu ra anh xí phần à? Đúng được, mình muốn có uy tín là mình phải tranh đấu, mình phải làm gì đó để mình chứng minh mình có uy tín. Còn anh đâu có uy tín gì đâu, không có đảng nào có uy tín hết, nên anh không đồng ý cái đó. Cho nên mà bây giờ nói thêm một cái này nữa, quay trở lại nói về kinh tế Việt Nam, anh thấy Việt Nam rất là tốt trên con đường đó, từ từ cứ thế mà đi là Việt Nam mình sẽ phát triển. Còn những người mà họ đã chống cộng rồi thì đương nhiên là họ không thấy cái đó, họ bịt mắt họ lại rồi, bây giờ Việt Nam có phát triển cái nào nữa họ cũng không cho thấy. Thì nhân tiện nó cho nói khoảng có một phút nữa là anh nói Thùy Dương, là anh biết là kỳ trước anh nói chuyện với Duy là Thùy Dương cũng đứng ở dưới là cũng comment tùm lum hết. Thì cho anh nói thẳng với Thùy Dương như thế này, là Thùy Dương ấy còn non lắm, Thùy Dương còn non mà còn trẻ nữa, có nhiều người ta trẻ giỏi như cái anh bên ấy ở bên Mỹ đó Duy. Anh nói rất là hay, anh thích cái anh đó. Rất là thích cái anh đó, ngưỡng mộ anh đó. Mình cần những người trẻ như vậy. Còn Thùy Dương thì thật là không may mắn, Thùy Dương ngồi dưới hô nói những câu mà nó quá cũ rồi, mà Thùy Dương tưởng là mới. Để nói cho nghe, những người chống cộng ở bên này họ chỉ có hai cái vũ khí duy nhất thôi, họ không còn cái vũ khí nào khác hết. Vũ khí thứ nhất là họ chụp mũ mình là cộng sản, ok. Vũ khí thứ hai là họ đòi đuổi mình về Việt Nam, mà hai cái vũ khí đều thất bại, nhất là cái vũ khí thứ hai. Ok, nói vũ khí thứ nhất đi, vũ khí nhất đó cũng thất bại là tại vì họ chụp mũ người khác là cộng sản, nếu mà người đó có khác tư tưởng với họ mà họ quên đi mất á là muốn trở thành người cộng sản đâu có dễ. Họ sai lầm, họ cứ tưởng là chụp mũ người cộng sản ai cũng dễ bị chụp, ai cũng dễ trở thành cộng sản lắm sao. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đuổi về Việt Nam, họ sai lầm ở chỗ là họ là cái tư cách gì, họ với mình ngang nhau chưa chắc thì họ bằng mình nữa mà họ đòi đuổi mình về Việt Nam. Bây giờ cơ quan di trú của Hoa Kỳ còn chưa đuổi mình về Việt Nam được nữa mà họ là cái gì đòi đuổi Việt Nam. Thùy Dương đang sống ở Na Uy chưa có quốc tịch mà đòi đuổi anh đang sống ở Mỹ, mà anh sống ở Mỹ còn lâu hơn Thùy Dương sanh ra đời nữa, anh sống ở Mỹ 36 năm mà Thùy Dương đòi đuổi anh về Việt Nam chỉ vì cái tư tưởng anh khác với tư tưởng của Thùy Dương. Mà tuy ta nói thẳng ra nha, Thùy Dương tư tưởng của Thùy Dương là tư tưởng phản quốc. Tại sao nói câu đó? Dựa trên quyền lợi của Việt Nam là dân tộc Việt Nam, Thùy Dương tư tưởng của Thùy Dương là phản quốc. Cho nên Thùy Dương tư cách gì mà đòi đuổi anh về Việt Nam, mà
như Trung Vũ hay là Bình Dương có nói lâu rồi, những người chống cộng này nếu họ muốn chống cộng mà hay thì họ phải có một cái cách riêng của họ, chứ còn họ xài những cái cách mà nó quá cũ, quá cũ. Ví dụ đuổi người ta về Việt Nam, chủ cộng sản, rồi mấy cái, nói chung mấy cái luận điệu nó quá cũ, nó thất bại, nó không thành công. Bỏ đi, tìm một cái mới đi. Xong bắt đầu lại xin lên diễn đàn, rồi lại bắt đầu dùng cái của mình ra nói. May ra nó có chút thành công, 1-2% thành công. Đó, anh nói cho biết vậy. Yeah. Ok, thôi, anh xuống, yêu xin lỗi. Ok, bye. À, Khoa không có camera, Khoa ơi, Khoa không có camera nha. Anh Lợi Minh cũng không có camera luôn. Anh Sơn Nguyễn hả? Anh Sơn Nguyễn lên hả? Hồi đầu anh Sơn Nguyễn thử coi. Anh này... Alo, xin chào. Chào anh. Chào em. Anh cũng có dài lời yếu sinh tố. Dạ rồi. Yếu sinh tố này là anh đỡ cho thằng Lợi Minh. Không? Bưng một bô cức qua tới Mỹ ăn giờ này chưa hết, mà khi mà mày ăn hết cái bô cức đó rồi là mày cũng chết đó Lợi Minh ạ. Rồi cái hài cốt của mày là sẽ nằm bên thằng Hồ Quang, thấy không? Nằm Hồ Quang cầm cái con cạc khô cho Hồ Quang, giờ này chết lâu rồi mà chưa có chôn. Anh đó không đủ tư cách ở trên diễn đàn của Duy nha. Rồi mình xin mời những người khác ạ. À, đây là diễn đàn mà ai bình tĩnh thì mới lên được nha, còn bức xúc quá thì không được đâu. Anh Jason, anh mất camera rồi anh. Anh lên phản biện nhưng mà em mời anh không được tại vì anh không có camera. Nãy giờ anh Lợi Minh lên chưa được nè. Anh Lợi Minh còn camera không anh Lợi Minh? Anh comment đi anh Lợi Minh. Anh Duy không có dân chủ gì hết, sao không cho chửi à? Vậy mày đưa mẹ mày ra đây tao chửi cho nha. Mày làm được cái việc đó không? Nói chung á, tao nói mày nghe vậy nè, thằng nó ở nhà triệu đô, nó đi xe mẹt 7 tỷ, nó không có phải ngồi nghe chửi mày ơi, hiểu không? Nói chung á, từ khi nào á mày được đẳng cấp đi, chứ tao đâu có rảnh đâu, tao ngồi tao nghe chửi trời. Giờ tao rà là tao lóc nè. Lóc luôn. Rồi anh chơi xanh lên lại. Rồi hello Duy. Cảm ơn Duy cho anh lên lại. Rồi chào. Rồi, anh. Chào diễn đàn nha. Ok, anh muốn phản biện lại cái anh cư xá Di Tân gì á, anh nói Việt Nam phát triển. Yeah, okay. Để anh nói vài điểm như sau, như vậy đây. Chỉ nếu mà Việt Nam phát triển á, tại sao mà cho những cái người mà đi xuất khẩu lao động tứ phía, từ bốn biển năm châu chỗ nào cũng có người xuất khẩu lao động. Ok?
phát triển thì phải phát triển thì tại sao không ở trong nhà mình, mình đi làm việc trong nhà đi, đi xuất khẩu một chiên trong bao la vậy, ok. Và thứ hai nữa, cái ô nhiễm môi trường của Việt Nam này thôi khỏi nói luôn rồi, bốn tỉnh miền Trung rồi miền Tây á, thì mấy cái dòng sông á là bị ô nhiễm từ lưa luôn, ok. Thì không khí thì ở thành phố Sài Gòn, Hà Nội cũng như là từ lưa luôn. Rồi biển đảo thì bây giờ bị mất tiêu mà nó hết rồi. Rồi bây giờ á, ba cái đặc khu tự nhiên cho Trung Quốc nó mướn rồi nữa. Mình phát triển mình cho nó mướn vô là làm cái gì? Mình lấy tiền mình đầu tư vô ba cái đặc khu đó. Mình làm chỗ du lịch cho người nước ngoài vô. Giống như mình có thể mở casino nè. Đó. Hay là mình làm cái gì mà để du lịch á, cho người dân vô mới là phát triển. Phát triển mà để cho nước ngoài vô đầu tư. Mình không có cái gì mà để mình nhập cảng ở nước ngoài được hết á. Không có một cái món cái gì á. Chỉ có nhập cảng ở nước ngoài là cá ba sa nè, đồ gốm nè. Gạo hồi xưa đứng thứ hai thế giới mà bây giờ... Hello, nghe không? Hồi xưa đứng thứ hai thế giới là nhập gạo mà bây giờ... Nghe. Khỏi nhập luôn, tại vì á, thằng Trung Quốc nó chặn đầu nguồn sông Mekong. Là nước ngọt nó không có chảy về, phù sa nó không có tràn ra. Nước mặn nó chảy vô. Là trồng lúa không được, ok. Thứ nhất là cái miền Tây rồi. Mình đó là coi như kinh tế là chết bà đó rồi, ok. Đó, suy nghĩ đi, đừng có bưng bô nữa, ok. Hãy lo cho dân tộc Việt Nam đi, suy nghĩ cho mọi người, đừng có nghĩ riêng ích kỷ một mình, nghĩ cho chung, nghĩ cho đất nước, nghĩ cho dân tộc, ok. Mình sướng rồi, giống như anh bên đây sướng rồi nè. Tại sao anh phải làm lên đây để nói vậy? Đang cho bệnh chụp mũ anh là phản động, ok. Nhưng mà anh không có khe. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh, bình tĩnh. Tinh thần dân tộc. Bình tĩnh anh. Làm gì vậy? Rồi, em phim. Rồi, tinh thần dân tộc. Rồi, okay, bình tĩnh anh. À, trước khi mời khách mời mới trả lời thầy Dương nha. Thầy Dương hỏi là Việt Nam ô nhiễm là lắm phải không Duy? Thì như thầy Dương biết rồi đó. Duy sinh ra và lớn lên ở Việt Nam 33 năm rồi. Thì nói chung á, ngày xưa ốm yếu. Giờ thì nó bự con. Đẹp trai da này không? Nè. 33 tuổi da nè, răng cỏ cũng còn nguyên, da này nọ cũng không đến nổi, tóc này mượt không, đó, còn cơ bắp thì khỏi nói rồi, thì có thể là Việt Nam này cũng ô nhiễm, có thể là môi trường Việt Nam này cũng độc hại, nhưng mà Duy cảm thấy đã quen rồi, đó giờ căn bản rồi đó, cũng vậy nè, nè tay chân đâu có mụn gì đâu, đó, thấy không, anh cũng không biết được. Sống thì cũng quen rồi, sống được 33 năm rồi thì mốt cũng sống tiếp thôi. Còn hồi nãy thì anh gì quên rồi. Anh Jason nó thì hơi nóng một chút. Hơi nóng một chút, nhưng mà mức độ anh Jason là còn chấp nhận được nha. Còn mà văn hóa chửi là bay nha. Bên nào chửi cũng bay hết nha. Thí dụ chửi mà mức độ mà ví dụ như nặng lắm là chửi thằng chó thôi. Là ok, chấp nhận được chút đỉnh. Còn mà hả, chửi mà quá ư là vô văn hóa là lên đường. Duy nói mình Duy hả, thiểu số hả, thì đâu có biết đâu, vì bây giờ cơ thể của Duy á là cha mẹ sinh ra là Duy có quyền, Duy sở hữu, đúng không? Và Duy chăm chút nó mỗi đêm, chăm chút nó mỗi ngày, mỗi lần tắm rửa cũng phải là kỳ cọ nó, nhìn nó thôi. Còn cơ thể người khác Duy đâu có dám nhìn đâu. Giống như thầy Dương bây giờ có dám nuốt đâu cho Duy nhìn đi. Thầy Dương thì đương nhiên là không dám rồi, đúng không? Thì những người khác cũng vậy thôi. Thì họ đều có cái bí mật của riêng họ. Thì Duy chỉ nhìn được cái của mình thôi. Thì cái của mình thì mình mới dám nói chứ. Bây giờ nói cái của người ta, không lẽ giờ nói em mày bị ghẻ kìa, em mày bị mụn cóc kìa hả? Nói chứ ở Việt Nam này hoa hậu cũng nhiều lắm thầy Dương. Da con nào của nó nuột lắm luôn á. Trời đất ơi, người mẫu nè, hoa hậu nè, thì giải thế giới nè, có hết chứ bộ. Nên thì Dương đừng có bi quan nha. Không đến nổi đó thì Dương ơi. Đâu rồi, cho anh Lợi Minh lên lại đi. Hồi nãy anh Lợi Minh bị anh Sơn Tây đâm gắt quá. Để cho anh Lợi Minh lên gỡ một cái. Cái chuyện khoai là không được. Khoai là gửi hình riêng cho thì Dương thôi. Chứ đâu có nào đem anh đây một khoe khoai ông nội. Khoai này nọ thì riêng nha. Không phải anh Lợi Minh anh chửi, nhưng mà anh chửi khéo. Anh không có chửi một cách thô thiển và anh chửi một cách vô văn hóa. Đúng không? Giống như hồi nãy anh Jason, anh gì, anh Jason cũng chửi vậy.
Nhưng mà anh chửi ở một cái mức độ đó nó chưa, nó còn chấp nhận được. Thì Duy thông cảm là anh bức xúc. À, có thể là nãy giờ bị đam điếc rồi nó bức xúc đó. Còn cái chú hay cái anh vừa nãy là chửi quá hỗn rồi, chửi quá là mất dạy, Duy đốc luôn rồi. Một mình á, mà cho dù mình cái chính kiến như thế nào, cái quan điểm mình như thế nào, nhưng mình phải nói chuyện cho nó có văn hóa. Đó. À. Đâu rồi? Hello, chào Duy, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Nói chung nãy rồi, anh... Anh Tyson á, anh ở anh gì quên, anh Sơn Tây, anh thân Sơn Tây, anh nói toàn là cảm tính không, anh nói anh đam cái kiểu đó, anh nói là cảm tính. Cái chuyện mà anh nói mà Mỹ, tôi chưa bao giờ nói là Mỹ nghèo, tôi nói người dân Mỹ nghèo, cái đó là theo thống kê người dân Mỹ nghèo là có. Còn chuyện mà Mỹ nó đánh Syria đó, anh nghĩ cái đó chuyện bình thường thôi, tại vì nó là quốc gia đầu tàu, nó qua đó nó thọc bao nhiêu trái quà tiễn đó nó chạy về, mà trong đó thì nó cũng phải chi phí, nó chia ra mấy cái quốc gia trong của nó thôi, chứ nó đâu có đánh một mình nó giống như ngày xưa nó đánh Iraq đâu, nó giờ đâu dám. Anh biết nó đánh một mình nó bây giờ nợ nần chồng chất. Mỹ bây giờ mà tạo ra chiến tranh, nó mà đi ra mà nó đi gây chiến quốc gia này quốc gia nọ, ông ngay cả ông Trump ông lên làm tổng thống vậy ông cũng không muốn, là ông cũng tuyên bố mà bây giờ thằng nào mà muốn thằng Mỹ mà đi đánh chứ á, thì người đó phải trả tiền ông mới đánh, còn không thì ông không bao giờ ông đánh cả. Tại vì ông biết là cái quyền lợi của thằng Mỹ bây giờ nó không còn nữa, nó không có đủ cái ngân sách và tiền bạc để nó đánh nữa. Cái chuyện mà anh nói như vậy là nó nói theo cảm tính, còn cái chuyện mà cá nhân của Lợi nói thì sao, Lợi Minh đã nói sai với lại anh em rồi, mà anh đem ra anh lôi lại anh lại nói như vậy đó là anh cũng cảm tính luôn. Hai cái đó anh hoàn toàn cảm tính. Còn bây giờ quay lại Jason á, tôi thấy Jason nói rất là cũng là cảm tính luôn. Ngay cả nước Mỹ Jason phải làm đầu bù cổ, đầu tắt mặt tối, Jason mới có được chiếc xe, có được cái nhà, phải đóng thế này, phải đóng thế kia, phải làm. Jason nói sướng, cái sướng của Jason là gì? Tại vì Jason phải đi làm để tạo ra cái đồng tiền, tạo ra cái cuộc sống để có. Tôi nói ngay cả bây giờ em Duy trong nước mới là sướng nè, nghe không? Người ta làm, người ta có đủ thứ hết, người ta vừa chơi, vừa hưởng thụ. Cuộc sống người ta rất là thoải mái. Còn nói về ô nhiễm môi trường, tại sao thằng Mỹ nó không dám ký cái hiệp định Kyoto để bảo vệ môi trường? Nó không, ngay cả vừa rồi ông Trump ông đi họp cái thượng đỉnh mà bảo vệ môi trường, vừa vô là ông bác liền, bác đơn ký liền. Tại sao Mỹ là một cái nước công nghiệp, Mỹ là một cái nước công nghiệp, nó xả thải ra khủng khiếp. Nói về ô nhiễm môi trường là thằng Mỹ là không có ai bằng nó hết. Nó đâu có dám ký. Nếu mà nó ký cái hiệp định Kyoto là có nghĩa là gì? Nó giết chết cái nền kinh tế của thằng Mỹ. À, nó bị kiềm chế và kiềm hãm, cho nên Mỹ đâu dám. Còn vấn đề mà nói ở Mỹ như thế này thế nọ, cuộc sống ở Mỹ nó mua màu mua mặt, chứ không phải như chế sinh nói. Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường nó chỉ có ở một phần nào thôi, chứ đâu phải chỗ nào cũng ô nhiễm thôi. Như cái vụ Formosa biển đúng không vậy, người ta khắc phục, bà con ở miền Trung người ta đánh cá, người ta trúng bạc tỷ, tiền tỷ. Nói toàn là cảm tính không, mà nói bảo là yêu dân thương nước, trong khi nói đời sống người dân trong nước hiện nay người ta ăn nên làm ra. Ngay cả bọn kinh tế gia Mỹ nó còn nói trên cái bà tờ báo kinh tế của Mỹ đó, tờ báo Forbes đó, anh chị em biết, nó nói Việt Nam trong tương lai là một con hổ mới của nền châu Á. Người ta kinh tế gia Mỹ người ta còn nhận định rằng cái sự phát triển của đất nước như thế nào. Phát triển không có nghĩa là mình không đi giải quyết lao động, chuyện mình nhân công của mình, cái nguồn lao động của mình quá lớn đi, thì người ta đi xuất khẩu lao động, nó đem cái đồng tiền ngoại tệ ngược trở về quê hương, đó cũng là xây dựng để phát triển đất nước thôi. Ngay cả thằng Ấn Độ, thằng Philippines và những cái quốc gia phát triển khác, không riêng gì Mỹ, thằng Mỹ nó cũng đi khắp thế giới để đặng nó kiếm ăn vậy. Nhưng nói như chế sinh vậy thôi, Mỹ nó đóng cửa nhà nó chơi mình nó đi, vậy thì nó lấy cái gì nó sống đó. Chứ nếu mà thằng Mỹ nó không đi ra ngoài, nó qua mấy quốc gia khác nó làm ăn để đặng nó đem cái nguồn lợi nó về cho đất nước nó, cho cái tụi tài phiệt của nó, thì những người dân như Jason có được công ăn việc làm không? Có được cái iPhone không? Nếu mà cái iPhone mà phải sản xuất trong nước Mỹ á, nếu mà mua giá chỉ còn khoảng $5,000, mà trong khi nó đem qua những cái quốc gia khác nó sản xuất và nó đem ngược về, thì cái quyền lợi của người ta thôi. Nó qua đó thay vì nó xuất khẩu lao động vô, thì nó qua đó nó dùng cái sức lao động của những cái quốc gia sở tại, thì nó cũng vậy thôi, thì nó làm ăn mà quyền lợi cho nhau. Thằng Mỹ cũng vậy, những kỹ sư của nó nhiều khi nó cũng đi ra nước ngoài, nó làm việc cho những cái quốc gia nước ngoài vậy.
nó không gọi là xuất khẩu lao động nhưng mà nó gọi là hợp tác song phương về quyền lợi lẫn nhau. Còn Việt Nam người ta đi xuất khẩu lao động không có gì sai cả. Việt Nam chỉ là một cái quốc gia xuất khẩu lao động, cái số lượng nó còn rất là nhỏ, rất là nhỏ. Mình đứng sau Ấn Độ và Philippines, Malaysia và Nam Dương, Indonesia, nhiều quốc gia khác. Nói toàn là cảm tính mà mấy ông mà như chống cộng, như kiểu như chế sinh, nói toàn là bay chém qua đầu, ngang qua đầu, phớt qua đầu, chém gió không à. Thôi thì anh trả microphone, có người chắc cũng muốn lên. Cảm ơn Duy. Nãy giờ mình đọc những đà mà mình thấy có mấy thằng trai comment vô duyên nha. Tự nhiên bạn nó comment véo thì Dương to sẽ gì chừng tào lao vậy. Đúng không? Bây giờ mà véo thì Dương to thì mừng cho Thùy Dương. Phụ nữ người ta có cái cặp ngực to đẹp bằng ý kiến cái cọ gì. Còn cái chuyện mà xệ không xệ bằng rình hay gì bạn biết. Nó tào lao giả mà em này thiệt tình nè. Đi xỉa xói phụ nữ. Không có phe lay, không có men. Phụ nữ là phải để thương yêu nghe chưa? Phải để nâng niu, phải để chiều chuộng. Ta nói là đừng nên đánh phụ nữ gì chứ một cành hoa. Rồi chào chú. Cãi hoài vậy. Bây giờ thì chú lên đó, chú chỉ nói với các bạn ở Mỹ á, thì thôi bây giờ là cứ cãi tới sáng. Chú nói lại từ đầu rồi, nếu mà cứ cãi tới sáng cũng vậy à. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đó, cái định kiến, nhất là các bạn xin bùi gì đó, cái định kiến của bạn quá nặng rồi. Cái thứ hai, những cái thông tin của bạn nó thật, nó xin lỗi chứ tôi bị bội thật, là cái này tôi nghe quá, tôi đọc quá nhiều, cứ hãy mà lên gặp mấy ông hải ngoại hay gặp mấy ông Diệp Tân là tôi chỉ nghe được mấy câu này. Thành ra nó không có cái gì lạ mà không có thời gian để mà đi giải thích cái này đâu. Tôi cũng không có thời gian. Cái thứ hai nữa là tôi chỉ yêu cầu bạn như thế này nè. Thôi thì bạn đang là công dân Mỹ giống như ông Sơn Tây vậy đó, là tôi cũng ok. Tức là ông có hơi cùn Mỹ một chút, nhưng mà ông chấp nhận rằng là ông phải biết tôn trọng tổng thống của ông, ông biết tôn trọng của ông. Chính phủ của ông và tổng thống của ông đã coi như là chấp nhận cái thể chế chính trị của Việt Nam và chấp nhận ban giao của Việt Nam, mời tổng bí thư Việt Nam vào trong tòa Bạch Ốc, rồi đi qua hai lần, hai ông tổng thống qua. Ông hiện nay người ta đang quan hệ với nhau rất là khăng khít, người ta chấp nhận, có thể là người ta không ok một số việc, nhưng mà điều là đã là quan hệ với nhau và đã chấp nhận cái thể chế của nhau, thì cái việc đó từ từ người ta học tập. Ông Trump cũng nói câu này, các anh tổng thống của anh nói rất là hay, tức là không có dân chủ nhân quyền gì nữa, tùm lum áp đặt ai nó hết trơn á, mà cứ làm cho nước Mỹ của mình tốt lên, dân chủ nhân quyền ngon lành, là tự nhiên người ta nhìn vào đó người ta sẽ học các anh nha. Chứ đừng có mình đi áp đặt cái dân chủ nhân quyền theo cái ý của mình đó, người ta khi người ta thấy anh hay, thấy anh tốt thì tự động người ta sẽ học, tự động người ta sẽ học. Rồi còn nhà thí dụ như bạn Sức Sơn Bùi nói cái vụ đồng bằng sông Cửu Long của tôi, cái này tôi dân miền Tây tôi biết. Ông đó là cái ông Trung Quốc, rồi ông ngăn rồi là gì gì các thứ. Trời ơi bạn ơi, nó đang lục lội chứ muốn chết ở dưới kia kìa, quê tôi đang điện lên kìa. Năm nay nước lũ dữ lắm. Ở đó mà ngăn, nó không thể nào nó chống chọi với thiên nhiên đâu. Nó cũng có ý đồ của nó cái gì đó thì cứ cho là có đi, nhưng mà cũng không chống chọi với thiên nhiên đâu, yên tâm đi nha. Nó ngăn nhiều quá, nó vỡ đập, nó chết nó luôn. Anh chống lại với thiên nhiên là anh một ngày nào đó anh sẽ chết. Giống như là mắc lè mà nó không dám đi đó, đúng không? Nó ngăn lại nó không đúng đi rồi đó. Đúng rồi, thành ra là chú không phải xả lỗ mới được. Bây giờ là chú cãi như thế. Còn riêng có một cái bạn gì Minh Vũ gì đó, nó là tôi máy móc cái vấn đề cái thuật ngữ. Các bạn hay bị cái định kiến nó quá lâu rồi, hãy cứ nghe nói chủ nghĩa xã hội thì nó phải dính liền với cộng sản. Thành ra là các bạn bị hiểu lầm cái chỗ đó. Thật ra cái chủ nghĩa, cái thuật ngữ chủ nghĩa xã hội này nó có khi cái phong trào công nhân đó vào cuối thế kỷ 17-18 á, là cái chủ nghĩa tư bản nó vào cái thời kỳ sơ khai, nó bóc lột khủng khiếp lắm. Thì lúc đó nó làm cái phong trào là để mà bảo vệ cho những người lao động, giành giật những cái quyền lợi cho người lao động này nọ các thứ, thì cái thuật ngữ chủ nghĩa xã hội nó mới ra đời. Nhưng mà trong đó bắt đầu mới cãi với nhau. Thì cái phe của cộng sản đó, cái phe của ông Marx với Lenin đó, thì ổng mới đi theo cái con đường chuyên chính, ổng chọn thì ông nào cũng xài cái từ chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà cái ông theo cộng sản đó, thì cái chủ nghĩa xã hội của ổng là theo cái mô hình khác. Còn các cái ông bên đây là chủ nghĩa xã hội theo một cái mô hình khác. Cho nên cái thuật ngữ chủ nghĩa xã hội nó không có dành riêng cho chủ nghĩa, cho mấy ông cộng sản, mà các bạn cứ gắn liền chủ nghĩa xã hội, cái từ chủ nghĩa xã hội là phải dính cho cộng sản, thì các bạn sai lầm. Đây là tôi nói các bạn cứ việc search Google rồi các bạn cứ nghiên cứu nha, đừng cãi nhau nữa. Còn tôi yêu cầu các bạn công dân Mỹ là
nên nhìn vào cái chính phủ của mình, nên nhìn vào cái tổng thống của mình, người ta quan hệ với nhau như thế nào, cái cách người ta cư xử với cái đất nước Việt Nam đó như thế nào, thì các bạn phải theo như thế, đó là mới là công dân tốt. Tôi ví dụ các bạn hải ngoại là cuồng Mỹ cái mức độ như vừa rồi cái chuyện cái ông gì gì biểu tình đó, ông gì gì biểu tình thì ông nào Đàm Vĩnh Hưng hả, cái ông mà mình trục xuất về tại sân bay rồi đó, một cái anh chàng trẻ đó. À, thì khi công an Việt Nam đó, người ta ảnh báo là trả ngay không trả là chết như Mỹ rồi nọ. Quyên Nguyễn hả? Quyên Nguyễn hả? À đúng rồi. Thì nhưng mà Việt Nam đó, các anh nói gì thì kệ các anh. Đã vi phạm luật pháp Việt Nam là chúng tôi phải xét xử. Xét xử trong quá trình điều tra xét xử tôi thấy rằng là không có gì thì đương nhiên tôi không thích. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy không, tại sao mà cái ông Michael Phương Nguyễn gì đó. À cái lần này lại là cho anh hét đi, anh hát 10 năm nữa đi, bỏ tù anh múc chỉ cà tha luôn, không có quốc hội Mỹ nào hết trơn á. À, khi anh vi phạm luật Việt Nam mà cái anh kia đó anh vi phạm nhẹ thì tôi giải quyết theo kiểu nhẹ, còn cái anh Michael gì đó tôi không có rành tiếng Mỹ lắm. Đem vũ khí phải không? Đúng rồi anh đã chấp anh với cái đó là anh đi vào cũng như anh làm cái tổ chức một cái việc cũng như là nó hôm nay như là Mỹ đang diễn nhất đó là gì ta, khủng bố. À, thì bây giờ anh phải chấp nhận theo cái luật pháp của Việt Nam. Bây giờ anh có kêu gọi cái gì, thành ra là các bạn có nhớ cái ông người phát ngôn Bộ Ngoại giao của nước Mỹ không? Họ khuyên can công dân họ rằng là chú ý khi chúng ta vào một đất nước nào thì phải chú ý luật pháp của đất nước sở tại. Có đôi khi luật pháp ở nước sở tại nó không giống của chúng ta nhưng chúng ta phải chấp hành. Đó là lời khuyên rất là đúng đắn của một chính phủ. Thì các bạn là công dân Mỹ, các bạn cũng phải chú ý cái đó. Đừng có bao giờ mà xỉa xói qua bên đây, tại sao không bầu theo kiểu của tôi, bầu vậy là thua tôi gì đó, trời mệt lắm nghe. Nhớ nghe, anh Trump anh giỏi lắm á, đồng chí đó là đồng chí mà Bộ Chính trị Việt Nam đã cài vào được đó. À, Việt Nam mình đó là cài vào được hai cường quốc. Đỗ Nam Trung nè. Hả? Đồng chí Đỗ Nam Trung. Cài tên. Đồng chí Đỗ Nam Trung nha, với đồng chí Phú Tình. Nha, ở Nga thì có đồng chí Phú Tình. À, còn đồng chí ở Mỹ thì có đồng chí Đỗ Nam Trung. Thành ra các bạn yên tâm đi, Việt Nam bây giờ rất là vị thế lên cao lắm, có cài được hai đồng chí gián điệp này đi được. Thôi tôi xuống đi nha. Thì nãy em Vũ Sư Hùng Lân là có comment là nó là mời Huy Di qua diễn đàn Đam với anh Huy á. Thì em nói với anh Vũ Sư Hùng Lân vậy, em đã tuyên bố rất lâu rồi, em không có chơi với anh Huy, em chỉ chơi với anh Sơn Tây với anh Chay Sơn thôi. Thì đó là lý do mà em mời hai người này lên, hoặc là hai người này comment hay gì đó thì em trả lời rất đàng hoàng. Còn anh này IQ á thì em nói rồi em không chơi. Khoa không có camera nè. Em xài cái điện thoại gì mà nãy giờ không có camera gì hết trơn vậy? Rồi giờ mời người phe Mỹ đi. Anh Sơn Tây đâu rồi? Lên chút nhẹ không? Hả? Anh Sơn Tây đâu rồi? Lên chút lẹ không? Chút nhẹ không? Khoa, anh mời em mà em không có camera, sao anh mời? Em lít vô cái tên của em không có chỗ để mời nè. Em giả bộ theo Mỹ được không Minh Duy? Được mày. Mày theo ai cũng được hết á. Khoa ao đi vô lại. Đâu rồi, anh Sơn Tây đâu rồi, có lên chốt không? Đội tuyển USA lên đi nào. Rồi giờ nè, Khoa có. Đó, giờ Khoa có rồi. Hello anh. Rồi chào em. Tại vì để em làm rõ cái này cho anh Jason Bùi cái. Là thứ nhất á, là 18 năm ở bên Việt Nam em sống á, là em không biết gia đình người ta sao. Nhưng mà gia đình em á, ba em đi từ xe đạp rồi lên xe ô tô, rồi lên xe ô tô con, rồi lên xe ô tô tải. Nhà em nghèo lắm, bình thường á, nhà em chỉ kiếm tầm 2-3 tỷ một năm thôi à. Nhà em ở quê, em ở ngoài Gia Lai á. Thì má hơi nghèo quá ha. Dạ, thì á, em không biết cái đó là giàu hay nghèo, nhưng mà em thấy cái đó là ba mẹ em đủ nuôi em làm hạnh phúc lắm rồi.
thì hả? Ừ, tao cũng hạnh phúc nữa. Nếu mà một đất nước không phát triển thì làm sao mà người dân bây giờ người người mua xe ô tô, nhà nhà mua xe ô tô? Cái đó là cái thứ nhất. Cái đất nước mà không phát triển thì làm sao bây giờ mà bắt đầu người ta xây đường cao tốc từ tuyến từ Đà Nẵng sang Quảng Ngãi, rồi tuyến từ Hồ Chí Minh đi đi miền Tây đồ các kiểu. Cái đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, cái nhu cầu xuất khẩu lao động của người Việt sang nước ngoài á, cái đó anh không có thể nào anh bắt bẻ được hết trơn á. À, đúng không? Tại vì người ta có nhu cầu, người ta muốn có tìm một nơi có việc làm có khả năng trả lương cho người ta cao hơn thì người ta chấp nhận người ta đi xuất khẩu lao động nước ngoài để người ta kiếm tiền vậy thôi. Chứ anh không có thể nào mà anh lấy cái lý do mà tại vì đất nước không phát triển nên người dân mới đua nhau ra nước ngoài để xuất khẩu lao động. Thậm chí em lấy một cái ví dụ như vậy. Nếu mà anh nói Việt Nam không phát triển, ok, cái đó là cái lập luận của anh, thì tại sao em hỏi anh, thì tại sao nước Anh nè, nước Úc nè, Canada nè, rồi hả mấy cái nước mà lớn ở trên thế giới ở bên phía châu Âu kìa, người ta hàng ngày người ta vẫn cố gắng nhập cư sang Mỹ để làm cái gì? Cái đó là những cái câu hỏi mà em muốn hỏi cho anh Jason. Tại vì em hôm bữa trước cách đây 2 năm em có đi tuyên thệ quốc tịch, thì em ngồi bên hai người, một người người ta có quốc tịch Australia nhưng mà với lại là một người có quốc tịch là Anh, là người ta đứng tuyên thệ cùng với em. Thì em hỏi anh Jason là ủa bộ nước Anh với lại Australia nó không phát triển hay sao mà tại sao người dân ở những nước đó phải qua bên Mỹ? Rồi cái thứ hai, Hàn Quốc nó dưới sự bảo trợ của Mỹ. Nhưng mà Hàn Quốc nó muốn làm cái gì á, nó không có bao giờ, chính phủ của nó không có bao giờ quyết định được. Lúc nào nó cũng phải điện sang Mỹ, nó hỏi ý kiến ở bên này là tại sao mà nước Mỹ Hàn Quốc nó muốn triển khai tên lửa, nó muốn làm cái này làm cái nọ, nó muốn triển khai độ tầm ngắm của tên lửa bao nhiêu, nó tất cả cái điều đó nó phải gọi nó hỏi sang Mỹ là tại vì sao? Dạ em chỉ có nhiêu đó thôi. Mày học khó quá. Rồi được rồi. Thằng Khoa này nó có hiền luôn nha. Nó hỏi gắt chứ bộ. Nó hỏi về bên Australia với bên đâu đó nghèo hay sao mà phải qua bên Mỹ. Mà hỏi gì sao trả lời. Anh cứ xá anh mất tiêu camera rồi anh ơi. Anh ao ra vô lại đi nha. Để em đưa ông sang tay lên 5 phút. À, UK hả? À, chào mọi người. Chào ok, à, cái vừa mới nghe xong. À, người ta vô quốc tịch Mỹ nhiều khi nó có vợ hay nó lấy chồng Mỹ rồi sao? Hỏi cái tào lao. Thứ nhất á, thứ nhì á là nghe đồn á hình như nha, cái ở hình như nha anh, cái này anh thể trật nha mọi người. Hình như đi xuất khẩu lao động á, chứ nhất mình phải móc tiền túi ra trước khi mình kiếm được tiền nha các bạn. Tào lao, lấy cái đi người ta đi di cư mà so với xuất khẩu lao động đó 18 tuổi hả? Ủa mày ở Mỹ mày có quốc tịch Mỹ mà mày hỏi cái câu ngu như vậy hả? Kẻ trâu. Không không. Cái em gì rồi là hai mấy tuổi đó, 18 tuổi là qua bên Mỹ thôi, anh ở Mỹ 6 năm đó là 25 tuổi rồi. Đúng. Nhưng mà bây giờ nó 100 tuổi anh vẫn kêu nó là trẻ trâu tại hỏi câu nó quá ngu. Người ta đang nói xuất khẩu lao động thì so với cái người nhập tịch. Vậy mà còn bài đặt lên đây so sánh tưởng đâu là hỏi khó nữa. Hỏi câu nào có khó hơn nữa đi nha. Khoan đã, còn để anh dạch tội nó ra. Đi lao động hình như, đi xuất khẩu lao động hình như phải cúng mớ tiền á nha. Rồi rồi, có một người á, ngày hôm qua anh đọc, anh nên nhớ nha. Các bạn nói gì anh đọc lại hết luôn á, trong comment, trong diễn đàn. Tại hình như anh hơi rảnh á nha. À, nói mình xuất khẩu lao động tại vì mình có quá nhiều nhân lực trong nước Việt Nam. À, còn anh nhìn lại à, hình như là mình không có việc gì để cho người ta làm, thành ra người ta phải trả tiền để người ta đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động nha. Gì nữa? Em kia hỏi cái gì nữa để anh đại diện cho Sơn Tây anh trả lời cho. Nói nó hỏi gì nữa gì để anh trả lời dùm cho. Phát triển hả? Ok, bây giờ mình nói tiếng miền Tây của mình đi nha. Hình như nước mình đang phát triển phải không? Hình như anh mới đọc báo á, hình như là ngân khoản á đang bị thấp hụt của nha. 808 tỷ, để anh làm tròn lại nha, 9 tỷ, nhưng mà không phải 9 tỷ đồng, mà hình như là 9 tỷ US đô la. Trời đất ơi, phát triển nè, này là phát triển nè.
triển khai dân trí nha. Xin lỗi, anh ở miền Tây thành ra anh nói chữ EG không được, nhưng anh nói hay cái go á, chuyện cái này là triển khai dân trí nghe. Còn gì nữa, nãy còn thắc mắc gì nữa, nãy nó nói gì nữa, gì dắt lại đi anh. Thầy nhớ anh là anh trùm xôi luôn. Anh hỏi em khoan anh nói nghe nè. Bây giờ anh giờ anh nghe mấy anh trẩu này nó hỏi anh nhớ dai lắm. Nó nói nhà nó khoe nhà nó năm làm được hình như là 3-4 tỷ đó. Kệ nhà mày chứ, 90 triệu dân Việt Nam đâu phải ai cũng kiếm được 3-4 tỷ như nhà của mày đâu nha. Đừng có đưa cái hiện tượng của mình ra mà đại diện cho 90 triệu dân nha. Triển khai dân trí mày đủ chưa hả? Rồi chưa, cho nó lên lại kìa, cho nó lên luôn à. Rồi Khoa lên lại đi em ơi. Khoa đâu rồi? Sao camera của em lúc có lúc mất em? Kỳ quá. Tao đau bụng quá Khoa ơi. Khoa ơi, thôi giờ anh Sơn Tây đang hot kìa, có lên đam anh Sơn Tây không? Lên đam phụ Khoa đi. Anh Khoa nó bị trục trặc camera. Đau bụng quá. Không phải đau bụng gì anh Sơn Tây anh đam, mà đau bụng như cách lên giọng xuống giọng của anh Sơn Tây á. Đau bụng quá. Rồi Phương lên hả? Rồi Phương lên. Cho Phương lên thử coi. Rồi tên cư xá nữa kìa. Anh Lợi Minh đâu rồi? Còn chơi bỏ chơi rồi. À, em xin chào tất cả mọi người. Rồi chào em. Thứ nhất em phản đam anh Sơn Tây chút nhỉ? Rồi. À. Thứ nhất, anh không hiểu gì về xuất khẩu lao động cả. Ở Việt Nam em biết là xuất khẩu lao động thì tất nhiên là phải dùng tiền để họ làm giấy tờ sang các nước phát triển, như ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Singapore hay là Đài Loan, để người ta làm. Thứ nhất, người ta sang đó không phải là vì bên kia họ được hưởng một cái gì đó tốt hay như thế nào, hay là cuộc sống tốt hay là như thế nào đó họ mới sang, mà người ta hưởng cái chế sang đó, người ta chủ yếu là ăn cái trượt giá tiền anh ạ. Thứ nhất, trượt giá tiền, người ta làm có thể là một phần là người ta nghĩ về nghĩa là người ta nghĩ về tương lai về sau này, ăn cái trượt giá tiền. Sau đó ví dụ một tháng người ta làm 1.000 đô hay là 1.200 đô đi. Ở Việt Nam có thể là người ta, tất nhiên em tìm hiểu như thế này này, những người đi xuất khẩu lao động á, thường thường là người ta tay nghề cũng kém, ở Việt Nam tìm việc rất khó nhỉ. Cho nên người ta muốn sang bên đó người ta làm việc phổ thông, người ta ăn cái trượt giá tiền, nghĩa là người ta chấp nhận trượt giá tiền thấp hơn những người nước ngoài. Người ta có thể là làm tháng 1.000 đô đi, nhưng quy tiền ra Việt Nam á, thì người ta sẽ được tầm hơn 20 triệu. Thì trong 20 triệu đó, ở nước ngoài 20 triệu đó thì chẳng là cái gì cả, 1.000 đô thì không làm cái gì hết. Nếu như bạn sống không tiết kiệm á, thì cũng chỉ là đủ sống thôi. Nhưng tiết kiệm lại gửi về Việt Nam thì cái đó cũng là một số tiền rất lớn. Có thể người ta góp lại, thì người ta sau này người ta chịu khó 2 năm hoặc 3 năm hay 5 năm đi, thì sau này người ta sẽ có một đồng số vốn rất lớn, thì người ta về Việt Nam sẽ làm được nhiều. Cái đó là cái động lực người ta đi, chứ không phải người ta sang nước ngoài lao động để người ta hưởng một cái gì đó bên kia. Họ sang bên kia họ rất khổ đấy nhỉ. Chứ anh đừng nghĩ bảo là ở Việt Nam không hiện tại Việt Nam á, thì chưa phải là đất nước phát triển. Nó là đất nước đang phát triển. Tất nhiên đất nước đang phát triển thì nhưng lực sẽ thừa rất nhiều. Anh lên tìm hiểu về báo nhé, các nước đã phát triển nhé, thì những nước người ta sẽ thừa, thì tất nhiên nhà nước sẽ phải đi tìm hiểu các thị trường ở các nước phát triển để cho người lao động để sang đó có thể đi làm việc. Anh nghĩ như thế nào, muốn đi xuất khẩu lao động là mình thích đi là đi à? Cái này á là do nhà nước quan hệ, và người ta được quan hệ thì người ta mới để nói chung là hai bên Sở Thương binh Xã hội á, cả hai nước để làm một cái đàm phán ấy, để là người lao động sang kia được hưởng quyền lợi như thế nào thì người ta mới ký kết, chứ không phải là anh sang bên kia là giao cho nhiều kiểu như kiểu làm lô lệ anh ạ. Người ta vẫn được hưởng chế độ
và tất cả mọi quyền lợi trong con người lao động á đều như nhau cả thôi. Chỉ là cái đồng lương nó hơi thấp so với người bản địa một chút, anh hiểu không? Là anh đừng có khinh thường người xuất khẩu lao động. Anh không hiểu gì về người xuất khẩu lao động là như thế nào. Bà mẹ đi. Tại sao xuất khẩu lao động đem, tại sao đem kiểu nước... mối gì cho đất nước, sao dám khinh thường mày? Đúng rồi anh. Đất nước nhiều xuất khẩu lao động thì các nước tư bản họ cũng nhiều người á, cũng không có việc làm. Nhưng tại sao họ lại nhận những người xuất khẩu lao động sang làm? Cũng đơn giản thôi. Tại vì cái những người lao động á, người ta sẽ phải làm những việc cực khổ hơn những người bản địa này. Hoặc là ví dụ như người ta làm hưởng lương thấp hơn thì những người trong công ty người ta cũng chỉ vì là lợi nhuận thôi. Thì Việt Nam mình là thừa lao động thì mình phải xuất khẩu lao động đi sang bên kia để kiếm việc làm, để kiếm tiền. Nhưng anh nói bảo là xuất khẩu lao động là nghèo khổ như gì thì anh nói sai rồi. Anh đừng nghĩ như thế. Việt Nam chưa phải nước phát triển anh ạ. Chỉ là nước đang phát triển anh nhé. Anh nhớ đến câu đấy. Việt Nam đang là nước đang phát triển chứ không phải là nước nghèo. Rồi. Ok. Ok, rồi cảm ơn em. Ở khuya rồi, yếu sinh lý. Yếu sinh lý mà đại ca. Ngắn gọn nha, ai đam ngắn gọn là có like nha. Ngắn gọn mà vô trọng tâm vấn đề là có like nha. Alo anh. Rồi, alo em. Dạ, cho em gửi lời tới chú xuống tay như vậy. Nhất á là em lên trên này em phát biểu ý kiến của em với mục đích là tôn trọng anh, tôn trọng mọi người và tôn trọng chú Sơn Tây. Đúng không? Nhưng mà chú Sơn Tây lên phản biện em á, lại dùng công lời lẽ rất là chợ búa. Công kích đi. Thứ nhất là, thứ hai là chú Sơn Tây lớn rồi. Chú Sơn Tây cũng là tới tuổi gần đất xe trời rồi. Nên là chú Sơn Tây phải nói kiểu gì để cho tụi con nít tụi em nó nể. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em sống ở Việt Nam 18 năm, là 18 năm là trong quá trình đất nước đang phát triển. Em không nói dân Việt Nam ai cũng làm ra cái số tiền đó. Em không nói là tất cả mọi người Việt Nam đều có xe ô tô. Nhưng mà em nói càng ngày càng nhiều người Việt Nam càng có xe ô tô, họ đủ tiền để mua xe ô tô, họ đủ tiền để trang trải cuộc sống. Thậm chí em nói với anh như thế này, nhiều người Việt qua Mỹ sau tầm đâu khoảng từ năm 2000 trở lại, người ta qua Mỹ, người ta ít người mà hưởng được phúc lợi của Mỹ là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta có tiền, người ta mua nhà, thậm chí mua nhà trả nửa, trả half off hoặc là trả pay off. Đơn giản, bạn em có người nó trả pay off luôn một căn nhà 450.000 ở bên gần khu San Francisco, California này. Thì em hỏi anh, nếu mà Việt Nam đất nước không phát triển thì làm sao những người Việt sau này này người ta lại có điều kiện như vậy? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chú Sơn Tây, khi mà chú Sơn Tây chú lên chú nói gì, ví dụ như em chửi chú Sơn Tây hay là em xúc phạm chú Sơn Tây thì chú Sơn Tây có quyền dùng lời lẽ nặng đối với em. Nhưng mà đằng này em lên em phát biểu rất là bình thường thì chú Sơn Tây không nên dùng những lời lẽ như vậy. Là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, chú Sơn Tây chú nói là cái gì mà là nợ công gì miền Tây nợ 8 tỷ đô này nọ các thứ, hình như là chính phủ nợ, như là nói gì á. Em không biết chính phủ nợ, em không khe ai nợ, nhưng mà em biết là đất nước nào cũng nợ, thậm chí Mỹ phát triển Mỹ cũng nợ công vậy thôi. Thì ở trên người ở mỗi trên một người Mỹ người ta cũng đóng tiền này nọ các thứ. Nhưng mà cái đằng này á, là đó là lý do mà tại sao em nói trước khi những người ở bên này muốn nói cái gì thì hãy về bên Việt Nam, hãy chứng kiến là dân Việt Nam bây giờ sống ra sao, chứ đừng có nên đọc báo người ta nói là ở gì báo nói láo gì, nhà báo nói thêm gì đó anh. Anh Duy, nhà báo nói láo bằng tiền. Dạ đúng rồi, là cái đó là chú Sơn Tây không có tận mắt chứng kiến, chú Sơn Tây chỉ đọc qua báo thôi. Còn cái đằng này em mới đi về Việt Nam đây, rồi em mới đi về Việt Nam, rồi em đi chơi từ ở ngoài miền Tây đi, em đi ra Hà Nội, em đi em ăn uống lề đường, em ăn uống rất là thoải mái, em ăn uống rất là bình thường, mà qua bên này em cũng chả có bệnh tật gì hết. Thì tại sao mà cứ nói là ở bên Việt Nam ô nhiễm này nọ các thứ? Tại vì mấy người đó chưa bao giờ đặt chân đi về Việt Nam thử,
chưa bao giờ cảm nhận đất nước Việt Nam, chưa bao giờ cảm nhận con người Việt Nam ra sao, thì đừng nên bao giờ mà lấy cái cớ là tao đọc cái báo này nó nói vậy, tao đọc cái báo kia nó nói vậy. Anh tận mắt anh chứng kiến, anh chưa chắc gì nhìn ra được sự việc nó đúng nó sai, thì đọc báo là anh chỉ đọc thôi, anh chưa có chứng kiến được. Chừng nào mà anh chứng kiến cái chỗ này nó làm ta như thế này, cái chỗ này nó làm ta như thế kia á, thì anh mới nói được. Còn cái đăng này là anh chỉ ngồi ở nhà, anh online, anh đọc báo. Bây giờ em cũng có thể lên trên mạng, em viết tùm lum như vậy cũng được nữa. Thì rồi chú Sơn Tây, đọc rồi chú Sơn Tây cũng tin em à. Cái đó là chú Sơn Tây lớn rồi, thì chú Sơn Tây phải nhìn sự việc lúc nào. Mình nghe rồi mình phải nhìn, rồi mình mới hiểu. Chứ mình đừng có nghe rồi mình quy chụp, rồi mình nói người ta như thế này, rồi nói người ta như thế kia. Rồi cái lời cuối cùng em muốn nói với chú Sơn Tây là chú Sơn Tây lớn rồi, chú Sơn Tây qua Mỹ, chú Sơn Tây học văn hóa Mỹ. Ok, thì chú Sơn Tây nên dùng những lời lẽ lịch sự khi nói với những thế hệ trẻ như thế này. Thử hỏi những người mà đòi dân chủ mà như chú Sơn Tây ăn nói kiểu như chú Sơn Tây như vậy á, thì ai dám nghe những người đó. Vậy thôi. Rồi. Không, anh Sơn Tây chọc nó anh nó ngồi được, nó dữ lắm, anh chọc nó cắt lại là anh mệt anh đó chứ anh đi đàm ở trước. Mà cái này là em làm chứng nha, anh đam nó trước. Rồi có ai muốn gỡ bàn không? Nhanh nhanh lẹ lẹ đi. Anh cứu sinh lý nha, chứ hai lần hồi nãy là yếu đâu giờ. Anh yếu hơn đi. Anh yếu hơn đi nhiều lần rồi lắm anh ơi, khuya đó anh ơi. Nha, anh cứu, đang mệnh cứu cư xá. Anh yếu hơn chút nữa nha anh. Anh bị lắc hay sao mà mời nãy giờ không lên vậy anh? Anh cứ xá bị lắc rồi. Bị lắc. Anh Sơn Tây không có camera nha. Anh Sơn Tây mất camera rồi. Alo. Rồi chào chú. Mình lên mình chỉ nói với ông Sơn Tây cái khái niệm mà Sơn Tây nói là mà ngân sách bị thiệt hại 8-9 tỷ gì đó. Mà nói là như vậy có nghĩa là Việt Nam không phát triển thì hai cái này nó khập khiễng. Bởi vì anh đang trong cái quá trình phát triển đi lên á, thì anh vạch ra cái ngân sách nhà nước của anh hàng năm á. Nhiều khi anh vạch ra anh dự kiến chi anh ra cái ngân sách nó quá nha. Thành ra khi anh làm ra làm không đủ theo cái đó thì là kêu ta kêu là thâm hụt ngân sách. Tôi hỏi Mỹ có thâm hụt ngân sách không? Vậy nước Mỹ có phát triển không? Cho nên đánh giá một đất nước phát triển hay không á, không phải là đánh giá cái chỗ mà anh có thâm hụt ngân sách này bảo là không phát triển. Khái niệm này khập khiễng rồi nghe ông Sơn Tây ơi. Ông Sơn Tây á, dù gì đi nữa ông cũng ít không có cực đoan bằng cái ông Sơn Bùi. Sơn Bùi làm như ông đọc hầu như là ông chỉ máy móc ông photocopy, chứ còn cái ông gì đó, ông vũ sư gì đó, cái đó tôi không có bàn. Ông đó thì ông còn tệ hơn nữa. Ông hỏi cù lâm những cái việc lặt vặt là ông đó chỉ đem những cái một cái việc nhỏ để ông quy chụp cho toàn bộ. Bây giờ tôi chỉ nói như thế này thôi, bây giờ Việt Nam có phát triển hay không á thì các anh hãy nghe từ trong cửa miệng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Pompeo. Khi ông qua thăm Việt Nam cái đợt vừa rồi đó, ông ca ngợi Việt Nam phát triển như thế nào, thần kỳ như thế nào, và yêu muốn là Triều Tiên phải nhìn vào tấm gương này gì tất cả các thứ. Tôi đề nghị công dân Mỹ nên nghe những chính phủ Mỹ và lãnh tụ Mỹ của mình nói chuyện nha. Còn tôi là Việt Nam thì tôi nói thì mấy ông cứ nói là tự sướng rồi này nọ các thứ thôi. Tôi xuống đấy. Dạ. Rồi à, anh cư xá mất tiêu camera rồi nha anh. Rồi yếu sinh lý nha anh Sơn Tây. Lẹ lẹ lên anh ơi. Ok, anh Phương cảm ơn những lời khen của anh Phương nha. Cái bạn nhỏ nhỏ kia hồi nãy anh đùa anh giờ, bây giờ I am sorry nha. Bây giờ mình phải nhỏ nhẹ, thấy chưa Duy? Bởi vì cái đó là anh bắt trước kiểu gì á, nhiều khi đam trẩu cái anh đam vậy á, cái bắt đầu bức xúc thấy chưa? Thành ra phải calm down, I am sorry nha. Nếu anh đụng tới tự ái của em nha, nhưng mà sự kiện vẫn không thay đổi. Bây giờ nói. Chắc có điện thoại rồi.
Anh cứ xóa cái camera cho anh comment đi anh. Anh xin lỗi rồi kìa. Nói chung anh sang tay anh xin lỗi rồi nhưng mà anh không thay đổi. Hello Duy. Ok, yếu sinh lý vô cùng ha. Câu nói đầu tiên là anh rất là ngưỡng mộ Khoa. Ok. Ai muốn chửi gì chửi, nhưng mà anh Khoa có ngồi đó không? Nghe anh nói đó. Anh rất là ngưỡng mộ Khoa. Chắc còn mà. Anh rất là ngưỡng mộ Khoa. Còn... tại vì những người ở bên Mỹ mà dám nói lên những câu nói đó là họ sẽ phải đối diện với những người, ví dụ như đó, những người mà khác tư tưởng họ sẽ... Thế cái này là chỉ là trên online thôi, chứ nếu mà gặp đối mặt đối mặt với nhau mà là họ là có 3-4 người nữa là chắc họ hiếp dâm Khoa ngay lập tức luôn, đúng không? Cho nên anh bị hoài à. Cho nên anh biết cái những cái tư tưởng của những người này rất là phản dân chủ. Họ lúc nào cũng nói về dân chủ tự do rồi, nhưng mà tư tưởng họ rất là phản dân chủ mà họ không biết họ phản dân chủ. Ok, cho nên anh muốn nói anh rất là ngưỡng mộ Khoa. Câu thứ hai bạn nói Jason mà nãy Hồ Anh Bưng Bồ thì anh mới nói rồi, bạn nãy anh mới lên anh đã nói rồi, anh đã nói đi nói lại mà sao như anh nói ra không nghe. Anh nói xong họ không nghe, họ biết lỗ tai họ không nghe. Anh đã nói rồi, họ chỉ có một cái vũ khí là họ chụp mũ. Cái chụp mũ, cứ ai khác tư tưởng chụp mũ là Bưng Bồ, là cộng sản hay là cộng con. À thế đó, anh là cái gì mà anh Bưng Bồ? Giờ anh hỏi Duy, anh hỏi thật Duy, Duy nghĩ anh Bưng Bồ, anh Bưng Bồ ai? Anh Bưng Bồ để làm cái gì? Đúng rồi. Anh chả có Bưng Bồ. Chỉ là quan điểm thôi. Quan điểm anh sống ở Mỹ, anh có quyền tự do. Các người đừng có cấm tôi. Càng cấm tôi á, là cái phản ứng nó càng ngược lại á. Anh chỉ có exercise cái quyền tự do của anh thôi. Giống như là những người ở bên Việt Nam, họ cũng có quyền tự do của họ. Tại sao tôi ở bên Mỹ mà tôi không có quyền tự do? Tôi có rất là nhiều quyền tự do. Nhưng mà các anh Việt cù yêu quái á, chống cộng á, các anh luôn luôn cấm tôi cái quyền tự do thôi, tôi không thích cái đó. Còn những cái mà các anh đưa ra là xuất khẩu lao động, anh đưa ra một đống lý do rất là phiến diện, yêu khuất xuất khẩu lao động. Cái đó nhà nước Việt Nam mình đâu có bắt ai đi xuất khẩu lao động đâu. Cái này là cái quyền, cái tự do cá nhân của mỗi một con người Việt Nam, đúng không Duy? Họ muốn đi tìm một cái môi trường nào đó để họ kiếm sống, kiếm tiền, cấm họ được. Cho nên mình đổ thừa cộng sản là cái điều vô lý. Tự nhiên cái họ đi xuất khẩu lao động, cái tự nhiên đổ thừa cộng sản. Các anh cái chuyên môn đổ thừa với ba vẩn và biển đảo. Các anh cứ bịt tai, bịt mắt, bịt mũi các anh lại. Cái biển đảo này á, mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Và cái ông ngày xưa, cái ông gọi là gì ta? Nguyễn Thanh Sơn, ông Thứ trưởng Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn, ông đã chứng minh, ông cho Việt Kiều đi ra khỏi ra ngoài khơi để coi cái chủ quyền biển đảo của mình. Mà Bắc Anh ngồi đen cái xuyên tạc thôi, biển đảo anh mất. Việt Nam mình vẫn nắm đại đa số đảo ở Biển Đông. Đúng không Duy? Đúng. Việt Nam mình vẫn nắm đại đa số, nhưng mà tại cái Biển Đông nó có nhiều quần đảo lắm. Thành ra mình không thể nào mình ngồi mình giơ tay mà nói hết tất cả cái biển đảo là của tao hết. Các nước khác nó cũng nói là của nó. Thành ra mình phải tranh chấp cho nó. Mà nếu mà mình chứng minh được là mình có di tích lịch sử của mình ở đó thì là của mình. Nhưng mà hiện bây giờ vẫn là tranh chấp. Nhưng mà anh không thể ngồi đây anh xuyên tạc nó vào biển đảo mất. Mất cái gì? Nếu mà anh muốn nói mất thì anh đổ thừa Việt Nam Cộng Hòa là mất đó. Đó. Rồi anh nói sông ngòi độc. Anh không biết, nhưng mà anh ngày xưa ở Sài Gòn á, thì không biết Duy có biết sông Cầu Kiệu không? Duy? Cầu Kiệu hả? Cầu Kiệu á, đường Hai Bà Trưng chạy xuống Phú Nhuận á. Sông đó là kêu cái rạch là ổ chứ cái... Nhiêu Lộc. Cầu Kiệu có bóng đó không? Ngày xưa đó là kinh Nhiêu Lộc. Ok mà. Anh chỉ muốn lấy cái đó làm một cái ví dụ là ngày xưa nó cái đó dơ lắm. Hôi dơ lắm. Cái đó ghê lắm. Bây giờ nó đỡ. Ngày xưa là bây giờ nó tắm luôn rồi, bây giờ là nó đẹp lắm rồi, bây giờ nó sạch sẽ lắm. Ngày xưa là đi ngang. Hồi xưa nước đen thui ghê lắm. Mà không lẽ đó là chỉ một ví dụ thôi, rồi còn bao nhiêu chỗ nữa là nhà nước Việt Nam mình đã giải quyết. Mà không lẽ giờ quý vị phủ nhận cái đó sao? Rồi đồ ăn độc,
thì anh không có nói là Việt Nam mà đồ ăn an toàn hết tất cả. Nhưng mà không phải là tất cả những gì mà người Việt Nam mình ở bên Việt Nam họ ăn, họ bỏ vào miệng họ là đều độc hết. Nó chỉ có là một cái số nào đó thôi. Chứ còn anh, cái này nói thật nha Duy, là người Việt Nam mình ăn đồ ăn tốt hơn người ở bên Mỹ. Tại vì tụi anh ăn, tất cả đồ ăn tụi anh ăn đều là đông lạnh hết. Không làm gì có thịt bò mà mới làm thịt con bò ra. Ăn không bao giờ tụi anh được ăn cái đó, hiếm lắm, không có. Heo nữa, ít lắm. Ít khi nào mà anh có cái chuyện mà ăn thịt heo mà người ta mới mổ sáng nay hay hôm qua, không bao giờ chuyện đó. Trứng gà cũng không bao giờ có chuyện mà con gà nó mới đẻ xong buổi sáng này hôm qua, không có chuyện đó. Cá cũng không bao giờ ăn cá nhảy, ít. Anh không dám nói là không có. Nhưng mà một người trung bình ở Mỹ là không được ăn mấy cái đó. Mà ngược lại, ở bên Việt Nam họ toàn ăn mấy đồ ăn tươi không. Bây giờ anh hỏi Duy á, Duy có ăn cái thịt heo đông lạnh không? Ui, ai thầy mà nó ơi. Em có ăn không? Heo ngoài chợ đó, mà nó mới giết được, em chưa ăn nữa chứ nhiều. Ở Việt Nam nó nhiều đồ ăn lắm lựa. Bây giờ anh hỏi Duy á, Duy có bây giờ ăn thịt gà mà đông lạnh không? Gà công nghiệp em còn chưa ăn nữa, hỏi gà em ăn gà đông lạnh không? Gà công nghiệp em còn chưa ăn nữa luôn đó. Cái xứ mà công, cái xứ mà nó phát triển, mà nó đã phát triển như là Mỹ hay là Tây Tây Âu, châu Âu, không có chuyện đó mà có thịt bò tươi. Mình phải định nghĩa thịt bò tươi là như thế nào em? Theo em định nghĩa thịt bò tươi là như thế nào em? Giải thích anh này. Trời đất, có bò tươi là bò mới mổ xong người ta treo thịt đó, người ta bán, mình vô mình mua, mình về mình ăn liền chứ sao. Chính nữa. Xác. Nhưng mà anh không biết là anh mới đọc, anh thấy Thùy Dương lại nói phét nữa. Hô là ở bên Na Uy là ăn thịt bò tươi. Anh không biết định nghĩa thịt bò tươi như thế nào, nhưng mà thịt bò tươi á, là mình mổ con bò ra xong mình lấy thịt mình treo. Mà cái xứ lạnh nó làm gì có. Bây giờ mình xuyên tạc nó vừa, cho nên anh thấy rất là mệt với người này, anh rất là mệt mỏi với người này. Anh sống ở Mỹ cũng rất là lâu rồi mà anh nghe mấy cái luận điệu này á, mà nó, anh nghe bây giờ anh nghe là anh thấy muốn ói luôn á. Ok, còn cái bây giờ quay trở lại Khoa thì anh hoàn toàn đồng ý với Khoa, là anh nghĩ anh Sơn Tây nên tôn trọng Khoa. Mình không có, đừng có đem cái tuổi tác mình ra để mình chấn áp người ta. Chưa chắc gì cái tư duy của anh là có người thích mà có người ghét. Anh có những cái nhóm người thích anh, có những nhóm người ghét anh, không thích cái tư duy của anh. Khoa cũng vậy. Bây giờ anh thấy anh thích tư duy của Khoa đó, có sao không? Nó đâu có nghĩa là nó nói như vậy mà anh ngồi anh chửi bới, anh đàn áp nó vậy. Anh nghĩ cái đó không đúng. Rồi okay. Nhắc lại một chút xíu. Rồi ngày mai thì Dương á, ngày mai thì Dương đi siêu thị á, thì đi giờ nào? Đi giờ nào nói gì đi, gì mở lại stream như mời thì Dương vô và quay nguyên cái siêu thị luôn nha. Cho anh Tư Xá coi nha. Cho anh nói này, anh mới nói, anh nói lại câu cuối cùng trước khi anh xuống yếu sinh lý. Cái anh muốn biết Thủy Dương định nghĩa cái cục thịt bò tươi là như thế nào. Nãy giờ mà nói đi nói lại hoài mà như vẫn không hiểu nó là thịt bò tươi là như thế nào. Thì có thể ở bên Na Uy mà anh hoàn toàn không biết, lại anh không sống ở xứ đó, có thể họ mổ con bò ra xong rồi cái họ vội vã họ chở cái miếng thịt bò tới siêu thị. Anh không biết, nhưng mà anh nghĩ làm gì có chuyện đó. Xứ Na Uy nếu mà đã nói tới siêu thị là không còn tươi anh. Đúng rồi. Nếu mà nói tới siêu thị ở Việt Nam thì cũng có không. Vậy tức là cái miếng thịt bò đó nó giữ lạnh, trong miếng thịt bò nó vẫn chảy máu bình thường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nó đã để 7-8 ngày rồi. Cái 7-8 ngày, cả tuần luôn. Duy, cho nói này, Thùy Dương định nghĩa thịt bò tươi y như Việt Nam. Cái câu đó nó thiếu sót. Mình nói cục thịt bò tươi nó y như Việt Nam là cái định nghĩa nó sai. Cục thịt bò tươi á, có nghĩa là con bò vừa mới mổ ra, mình cắt mấy cục thịt đó mình để lên trên bàn. Ok, hoặc là có bằng chứng là con bò đã mổ sáng nay, hay là trễ lắm mà tối hôm qua. Tức là cái chỗ á, anh Cư Xá và Duy đang nói là cái thịt bò tươi là thịt bò trong ngày. Tức là con bò nó mới chết trong ngày. Đúng rồi. Mới bị giết mổ trong ngày. Chứ không phải là thịt bò tươi là thịt bò nó không đông lạnh. Ở Việt Nam nó vẫn có bán loại thịt bò mà nó giống như thị Dương nói, nó đỏ lòm luôn. Nhưng mà nó cũng mềm luôn. Nhưng mà cái miếng thịt bò đó đã giữ một cái nhiệt độ lạnh vừa thôi. Thì cũng không sao hết, cũng không sao hết. Tại nó rất là an toàn, nhưng mà nó không thể so sánh được bằng con bò tươi, con thịt bò tươi. Ok. Còn Thùy Dương định nghĩa thịt bò tươi là nó y, nó đỏ, nó y như bên Việt Nam. Định nghĩa là định nghĩa bậy bạ.
em nên nghiên cứu lại cái cách định nghĩa một cái gì đó tươi nhé, Thùy Dương. Em nên định nghĩa lại. Cái định nghĩa vậy nó không có thuyết phục. Ok, ok, thôi bây giờ anh nhường cho người khác ha. Ok, rồi, cảm ơn chị, cảm ơn, chào bạn ơi. Thì anh có thấy Khoa comment cho em lên, nhưng mà giờ nãy anh Sơn Tây anh đang xin lỗi em gian dở, thì anh muốn mời anh lên xin lỗi xong đi rồi ngủ em ơi. Đó, ông cũng không gây gắt với em đâu. Đó, anh Sơn Tây lên xin lỗi em Khoa đi nghe. Rồi anh cũng là người cuối cùng ngày hôm nay, cho anh nói nhiều một xíu luôn á. Anh đại diện cho em đến đang Khoa comment ở dưới đi Khoa ơi. Lên hoài chắc tao khỏi ngủ quá mày ơi. Thông cảm mày ơi. Ok, ok. Chào mọi người, chào mọi người. Ê, cái này là đam mà đam thì đam hơi gắt chút xíu, thì bữa nào mình nhẹ ta chút xíu thôi, lỗi phải gì? Đam mà đâu đam đâu có ai trúng, đâu có ai sai đâu, tại sao mình phải xin lỗi? Xin lỗi là xin lỗi là sao? Hả? Dì Tân, Cư Xá ơi, có những cái form á, Cư Xá ở dở dùng cũng đại khái là gần cư dùng mình, nhưng mà cảm ơn trời đất Cư Xá không có ở gần nhà mình nha. Trong vùng này có những cái form, tức là có những cái chỗ nó có mổ vịt, mổ gà, mổ bò đó Cư Xá, là Cư Xá có thể tới đó là mua con gà vừa mới nó làm thịt, nó đặt lông cho mình ngay tại chỗ luôn nha. Thành ra cái đó không phải là đông lạnh, hay là nói tiếng Mỹ là frozen nha. Đừng có tối ngày cứ đi vô siêu thị rồi nói là ăn đồ frozen, nhưng mà để chúng ta giải thích cho các bạn tại sao là bên Mỹ là gà ở ngoài siêu thị là để frozen. Tại vì bạn của Sơn Cây là chủ trại gà, người ta giải thích như vậy. Ok, con gà đó là sau khi nó làm thịt xong nó phải đông lạnh, frozen, tức là để đông cứng luôn á, 6 tháng là để chống những các bệnh dịch, bệnh tật nha. Người ta làm người ta có lý do hết đó, chứ không phải ai mà ngu đâu mà đi ăn gà đông lạnh nha, chưa. Ok, Mỹ nó nói gì nói chứ Mỹ á, GDP nó hàng nhất thế giới á, các bạn nghĩ nó ngu cỡ nào nữa, nhưng mà mình không có nghĩ nó ngu đến cái độ đó đâu nghe. Rồi cái bạn kia nói ở Việt Nam đâu có ăn đồ độc đâu, xin lỗi bạn nha, bạn ăn đồ độc đâu phải vừa ăn vô cái ngã ra chết liền đâu, đâu phải uống axit đâu mà ăn vô mà cái ngã ra chết liền hả. Ăn đồ độc thì từ từ nó mới thấm chứ, đâu Trung Quốc nào mà bán đồ cực kỳ độc, kịch độc cho bạn ở ngoài chợ vậy hả, mà quất vô là ngã ra liền vậy hả. Nói như vậy mà cũng ngoài đặt là phản biện nữa là sao hả, lý luận gì ở đâu vậy hả. Thì Dương ơi, bên Mỹ có thịt bò tươi nha, theo ý của thì Dương nói, nhưng mà mình phải vô những cái chỗ, những cái farm, tức là những cái trang trại ở sâu xa xa, thì nó mổ thịt, nó mổ heo này và nó bán cho mình tại chỗ. Nhưng mà thật sự á, cái nó có cái tính nó có cái tính cách là không hợp pháp nha, tại vì là tụi bên nông nghiệp nó không kiểm tra được cái nguồn đó nha, nhưng mà mình vẫn mua được nha, chứ không phải là không có. Nhưng mà tất cả là người mà tụi Mỹ nó phải kiểm soát vì vấn đề vệ sinh, nó đâu biết cái heo đó đâu ra, nhiều khi heo đó, con heo đó ở bên Trung Quốc đưa qua rồi sao, dám ăn liền không, dám ăn qua không có qua sự kiểm soát hay không, hiểu chưa. Người ta làm cái gì người ta cũng có lý do và lý luận đầy đủ nha. Đừng có ngồi đó nói tào lao tại sao so sánh ăn không được ăn thịt gà tươi, thịt vịt tươi đều có, nhưng mà đúng theo điều lệ của người ta. Một lần nữa mình phải nói về luật nha, luật là nói như vậy đó, mình không được quyền ăn đồ tươi, tại vì là mình ăn vô mình bệnh rồi mình đi thương người ta, hoặc là mình xui xui cái mình quất thịt gà vô cái mình chết liền tại chỗ, rồi lúc đó là nói làm sao hả. Mỹ nó cũng ngu lắm đó, nhưng mà nó không ngu đến độ đó đâu nghe. Xin lỗi các bạn, bữa nay mình đam hơi gắt. Ê, cái bạn trẻ Khoa, ví dụ hồi nãy mà anh có nặng lời thì khi khác mình đam anh nhẹ lời chút xíu nha. Ê, đừng có chửi tôi khùng nha, tôi giận à. Thì Dương đau bụng hả? Ok, hôm nào qua Mỹ anh đi mua thuốc đau bụng cho em nha. Gì đâu rồi, chủ diễn đàn rồi, để cho mình quậy hả, mình quậy lịch xong luôn á, mình quậy lịch tới luôn á. Rồi, thắc mắc gì nữa không anh, hồi nãy để coi, để ráng nhớ hồi nãy anh Bình Phương nói gì nha. À, các bạn ơi, hồi nãy anh Bình Phương hay là chú Bình Phương nói đúng nha, tức là một số nước Bắc Âu nó theo cái xã hội chủ nghĩa, tức là, nhưng mà xã hội chủ nghĩa một kiểu đơn giản, tức là nó lấy của người giàu nó chia cho người nghèo, thứ nhất, thứ nhì nó đóng thế chết mẹ nó luôn nha, nó đóng thế tới 50% hình như là vậy đó nha.
nhưng mà ngược lại thì phúc lợi xã hội của nó ok lắm á, tức là đại khái theo mình hiểu sơ sơ cái này, cái này cô Thị Dương có thể bổ sung thêm nè, là đại khái là bên Âu Châu á, đi vô nhà thương là được miễn phí đâu, đa phần nhiều lắm, cái này sân tay không rành nha, sân tay chưa bao giờ được hên mà qua Âu Châu nha. À, thành ra là không rồi, có biết chính rồi, xác ngủ em, sân tay ơi. Gì nãy giờ xin lỗi thông chưa rồi ngủ mình bây giờ là, ngủ mình hứa là nè, mình hứa là next time á mình nhẹ tay chút xí mà. Rồi kệ không sao đâu, ngày mai chơi tiếp, ngày mai còn nhớ. Ok rồi, rồi vậy xong rồi ha. Ngày mai vô đâm lại nha. Ok, chị Dương ơi, em lên ngày mai chơi không? Ngày mai cho pha lên nha. Ok. Tối mai chơi không? Trời chứ, sáng mai thì Dương nhớ vô nha, thì Dương nhớ vô đi siêu thị nha. Rồi anh coi. Đó. Bữa nay là phe quanh đông đông nè. Phan, ok rồi. Đàm Vĩnh Hưng, ngày mai sẽ đàm Đàm Vĩnh Hưng, ok Trí Phạm. Rồi ngày mai chuẩn bị bài nha. Ngày mai chơi cái gì? Ngày mai chuẩn bị bài chơi là vui vui nè. Mình chơi khô máu luôn nha. Sợ là không dám chơi thôi chứ. Bệnh gì cử, ngày 3 lần nha. Đính chính là ngày 3 lần chứ không phải 6 lần nha. Rồi ok rồi. Rồi. Thôi đi ngủ. Tổng chào các bạn, tổng chào, thank you. Rồi à, bye. Còn có hẹn hò giờ đam thì nhắn tin nha. Ok rồi. Ai hẹn hò giờ đam thì nhắn tin. Rồi. Em biết. Sáng ơi mà khuya quá rồi. 4 giờ sáng rồi anh ơi. Cho em lên tí nữa hả? Mày ngay thiệt rồi. Mày mở camera đi mày. Cho lên tí thôi nha. Học em không có camera đó. Trời ơi. Rồi em mở camera đi cho em lên 5 phút cuối cùng. Đam giờ này ngày mai còn xương khô không á? Nhanh đi em. À mai hả? Mai em quên thì lên lẹ đi rồi. Mở camera đi, quên nhưng mà quên trời. Em không có camera kìa, cái điện thoại này ngộ ghê á. Camera nó cứ mất hoài à. Ai mà hẹn giờ đam vô nhắn tin mình sắp lịch cho. Bên phe nào cũng vậy hết á. Cứ hẹn giờ đam muốn trình bày gì đó, mình sắp lịch mình điều đào cho. Rồi mở rồi nè. Chết mẹ này bị gì tới. Số kỳ với điện thoại bị gì mà không được, em lại sửa lại em. Được rồi. Nhớ nha, ai muốn đam gì đam mà sắp lịch nha, nhắn tin đi. Mình sắp lịch mình điều đào chứ. Mình hẹn cặp nào đấu cặp nào này cho vui nè. Tí còn hello thế anh. Cho bồ Di ha. Hello em. Dạ chắc cho mạng mạng chậm đó anh. Rồi. Dạ em muốn nói gì là thực sự á, nếu mà thịt bò tươi á, là ở bên Mỹ vẫn có, nhưng mà nếu anh muốn á, là anh phải đi tới trang trại mua, thì anh tới trang trại mua á, tại vì người ta không có bán lẻ cho anh, là anh phải mua nguyên cả con luôn vậy đó. Anh hiểu không? Tại vì người ta không có bán lẻ cho anh được, người ta mua cả con luôn. Mua cả con hả? Dạ, là nó bắt là mua thịt bò nóng. Nên á, khi mà bên này á, ai muốn ăn thịt bò tươi á, vậy là cả một đống người hùng tiền lại là đi mua xong rồi về share cho nhau. Rồi, còn chú Sơn Tây á, chú lớn rồi mà chú ăn nói giọng điệu rất là mỉa mai con nít. Chú nói, chú cư xá nói á, thì chú kêu chú cư xá là ốc chó. Thì con nghĩ á, những cái lời lẹ đó thì là chú là chắc con nghĩ là chú không phải là thầy giáo, hay là chú là chắc con nghĩ là chú còn thua mấy người dân chợ búa nữa. Còn mà đồ ăn độc hại ở bên Việt Nam thì chú chưa bao giờ, chú đi Mỹ mấy chục năm rồi, chú chưa bao giờ chú lết xác chú về chú ăn đồ Việt Nam. Thì chú đừng nên bao giờ chú phê phán những gì hết, những cái đồ ăn ở bên Việt Nam. Đồng ý là nó vẫn có những chỗ người này, tại vì người ta tham tiền hay là người ta này nọ thì người ta mất đi cái nhân cách đi, thì người ta có bán cho những người khác đồ ăn độc, nhưng không phải tất cả các cửa hàng ở trên Việt Nam đều bán đồ ăn độc. Là cái thứ hai. Cái thứ hai, cái thứ ba, chú Sơn Tây nói là trẻ trâu này nọ các kiểu, thì em nghĩ những người đó thì em không muốn tiếp xúc, em không muốn nói chuyện, tại vì người ta lớn mà, người ta
người người ta nói chuyện rất là bất lịch sự á, thì người ta chỉ vậy thì em sẽ nói chung là nó không có tốt cho em, giống như là biết rồi em sẽ thành thành con người như vậy thì em không muốn tiếp xúc với những người đó. Cái nhiễm. Cái thứ tư á, là cái gì mà chú mà hồi nãy chú nói là cái gì ta, chú ổng nói là chú cứ sẽ nói là em nói những người đó mà sợ ở bên này gặp những người người ta chống đối là người ta hiếp dâm em. Thiệt sự em không sợ, chỉ cần em hy vọng những người đó đánh em một cái thôi, thiệt sự là những người đó tan rồi ta luôn ha. Vì em nói với anh, vì là em sống ở bên Mỹ, luật Mỹ em hiểu rõ, chỉ cần em có quyền em muốn nói gì nói, nhưng mà chỉ cần những người đó đụng vô em một cái thôi là những người đó là sẽ có chuyện trouble liền. Nên rồi cái này là cái quyền tự do em muốn nói gì nói. Cái quyền thứ hai là chú nói là nước Mỹ tự do tôn trọng, ok, nhưng mà những người nêu quan điểm ra chú lại bác bỏ đi quan điểm, chú lại ngược lại, chú lại chửi bới, chú lại giống như là không cùng quan điểm là chú sẽ chửi bới này nọ. Còn mà những người cùng quan điểm chú là chú nói ăn nói nhỏ nhẹ như thế này, chính bản chất chính bản thân chú Sơn Tây không có sự dân chủ thì đừng có hở miệng ra mà nói sự dân chủ này nọ. Là cái thứ tư. Cái thứ năm, con đề nghị chú mà khi nào mà chú muốn nói cái gì chứ thì chú hãy về Việt Nam rồi chú hãy lên nói chuyện với con. Còn chú chưa lết xét chú về Việt Nam thì chú không bao giờ chú đủ trình độ để chú nói chuyện với con đâu. Vậy thôi. Rồi, ok. Anh ngủ nha, rồi ngày mai chơi tiếp nha. Dạ. Chào Khoa. Dạ, bye anh. Khoa này nói chuyện cũng gắt quá giỡn thôi nha. Rồi, anh em ngủ ngon nha. Rồi, rồi, ngày mai chơi tiếp nha. Ngày mai về live buổi sáng. Buổi sáng khoảng chừng 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam á. Có chừng 11 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ Việt Nam nha. Còn ai muốn thách đấu đề tài nào nhắn tin nha. Thoải mái đi, vui, không sợ ai đó, chơi khô máu luôn nè.